Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại cả nhà trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta cùng phân tích nhận định xu thế thị trường tuần tới, tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7, cũng như có một vài cái góc nhìn tất cả những cái mã cổ phiếu mà trong team đang theo dõi ở trong tuần vừa qua. Thế thì trong tuần vừa qua thì có một cái câu hỏi của một bạn. Bạn có hỏi Hùng Lê là rất là cảm ơn Hùng Lê đã có những cái chia sẻ đến với cộng đồng nhà đầu tư. Và thường thấy thì mọi người khi mà làm về chứng khoán thì mọi người thường có gắn ở đằng sau cái tên của mình một cái hậu tố đằng sau. Thế phương pháp của anh Hùng Lê là cái gì? Là Divest hay là CanSlim hay là Livermore hay là Warren Buffett thì mà tại sao không không thấy Hùng Lê có gắn gắn cái đuôi đó? Thế thì cũng rất là cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư của chúng ta đã đồng hành cùng với cả team của Hùng Lê ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, và đã có những cái lời động viên chia sẻ rất là chân thành. Thế thì bản thân Hùng Lê thì Hùng Lê cũng đã có chia sẻ với tất cả những anh chị em trong trong cái quá trình mà Hùng Lê đầu tư thì xuất thân từ một nhà đầu tư, và dẫn đến cái việc là Hùng Lê có tiếp cận đến khá nhiều các cái phương pháp của những người đi trước, của những cái cuốn sách đi trước đó. Và mỗi một cái phương pháp thì Hùng Lê có nhận thấy rằng là nó có những cái ưu điểm và có những cái nhược điểm khác nhau. Và chính 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 vì như vậy nên là khi mà trong cái quá trình mình đầu tư, mình phân tích cổ phiếu thì mình vận dụng khá là nhiều, mình vận dụng khá là nhiều các cái phương pháp khác nhau, dẫn đến một việc là Hùng không có thiên vị một cái phương pháp nào cả, không có thiên vị một cái phương pháp nào cả. Và trong từng cái trường hợp, trong từng từng cái trường hợp thì chúng ta lại ứng dụng những cái phương pháp đó khác nhau, dẫn đến cái việc là Hùng không có đặt thêm những cái tên ở đằng sau, Hùng chỉ đặt là Hùng Lê, và Hùng sẽ lấy cái kênh của mình là chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng để chúng ta tham gia, chúng ta sinh hoạt ở trên đó. Thế thì Hùng sẽ nói lại một tí trong cái quá trình mà chúng ta tương tác với nhau. Thì tối thứ sáu hàng tuần nếu như không có những cái không không có những cái gì mà biến động thì Hùng Lê sẽ thường là sẽ làm video, và ở dưới một những cái bản video hàng tuần, ở dưới một bản video hàng tuần thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ có những cái dòng comment ở đây, sẽ có những cái dòng comment thì có những anh chị gửi những cái lời động viên cho Hùng Lê. Và cũng có những lời cảm ơn, và cũng có những anh chị là có hỏi Hùng về các cái mã về chứng khoán, thì các anh chị nhà đầu tư hiện tại thì Hùng chưa có làm được team cộng đồng, bởi vì là cái quá trình làm team cộng đồng thì Hùng Lê nhận thấy là có khá là nhiều những cái yếu tố ở trong đó nó chưa hợp lý. Chính vì vậy nên là Hùng sẽ hỗ trợ các anh chị của chúng ta thông qua những cái dòng comment ở dưới các cái bản tin hàng tuần. Thì tất cả những cái câu hỏi của các anh chị về các mã cổ phiếu thì đều được Hùng Lê trả lời rất là chi tiết. Đó, ví dụ các bạn hỏi về mã cổ phiếu Baona, LMH, VRE thì Hùng cũng đã có những cái phân tích sơ bộ, đánh giá những cái sơ bộ để giúp cho những anh chị của chúng ta có được những cái góc nhìn nó là tốt nhất, những cái góc nhìn nó là tốt nhất. Đó, và đấy tất cả những cái mã mà các cái mã cổ phiếu các bạn hỏi đó, ví dụ như có bạn có hỏi Hùng là May Sông Hồng và PNG thì có nên cắt lỗ không, đó thì Hùng cũng đã có những cái tư vấn, những cái vùng giá hỗ trợ này, rồi là những cái phương án còn đấy với mã May Sông Hồng cũng như vậy, thì đó nó có những cái hỗ trợ như vậy để giúp cho các anh chị có một cái góc nhìn. Hùng vẫn vẫn lưu ý lại cho các anh chị là tất cả những cái tư vấn của Hùng Lê đấy là nó mang một cái góc cạnh gọi là những cái góc nhìn của Hùng Lê, và chính vì vậy nên là những cái góc nhìn đó thì nó có thể đúng hoặc nó có thể sai, nó có thể đúng hoặc nó có thể sai, và
Và các anh chị khi chúng ta tiếp cận những cái góc nhìn của Hùng Lê thì chúng ta sẽ tiếp tục là đánh giá, phân tích những cái góc nhìn đó, nó có phù hợp với mình không, nó có đúng không, và nó mình có nên theo không. Đó thì tất cả những cái đó, những cái quyết định cuối cùng là quyết định của quý anh chị nhà đầu tư. Còn vai trò của Hùng Lê là vai trò tư vấn, và vai trò của Hùng Lê thì cũng cố gắng trong cái khả năng của mình, tức là bằng cái tâm huyết của mình, bằng những cái nền tảng kiến thức có của mình, thì sẽ đưa ra những cái tư vấn khách quan nhất và tối ưu nhất. Đó, còn tất nhiên là bản thân Hùng Lê thì cũng sẽ không thể tiên lượng hết được tất cả những yếu tố bất thường của các cái mã cổ phiếu cũng như thị trường, thì chúng ta trong cái quá trình chúng ta đồng hành với nhau thì chúng ta cũng cần phải thống nhất với nhau một cái quan điểm như vậy. Thì đấy là về một số các cái ý Hùng xin chia sẻ trước khi mà Hùng sẽ đi vào phân tích thị trường. Đó thì các anh chị lưu ý là tất cả những các câu hỏi dưới các bản tin hàng tuần thì Hùng Lê đều dành thời gian để Hùng Lê tư vấn và trả lời cho các anh chị. Hiện tại thì ngoài kênh YouTube đó, thì vẫn ở trên kênh Facebook thì vẫn là chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Thì các anh chị có thể tham gia nhóm, và khi mà tham gia nhóm thì khi mà các nhà đầu tư tham gia ở trên nhóm nhiều lên thì Hùng sẽ có những cái phương án để hỗ trợ các anh chị. Còn hiện tại thì bây giờ mới có khoảng hơn 1.000 thành viên. Đó thì tất cả thì chúng ta sẽ tập trung để hỗ trợ các anh chị ở trên cái kênh chính, đấy là trên kênh YouTube đã. Xong khi mà cái lượng ở bên này đông thì chúng ta sẽ tiếp tục sẽ có những hỗ trợ các anh chị ở trên kênh Facebook. Thì trên kênh Facebook thì Hùng Lê cũng lưu ý các anh chị là nếu những anh chị nào tham gia thì chúng ta cũng vui lòng là chúng ta không chia sẻ những cái link, những cái liên kết nó không liên quan gì đến chứng khoán. Ví dụ như bạn Thái Minh có chia sẻ một cái đường link hội khởi nghiệp ở Bình Dương thì Hùng Lê cũng lưu ý lại, và Hùng Lê cũng sẽ không nhắc lại, tức là những anh chị vi phạm thì Hùng sẽ kích ra khỏi nhóm. Bởi vì sau này cái lượng các anh chị đăng ký nó sẽ tăng dần lên, Hùng Lê cũng không thể có thời gian để đi chat với các anh chị được. Chúng ta sinh hoạt ở trong một cái nhóm nào, ở trong một tổ chức nào, với mục đích như thế nào, chúng ta cần phải rõ ràng cái việc đó. Chúng ta vào đây để chúng ta đầu tư chứng khoán, chúng ta vào đây để chúng ta học tập, để chúng ta xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư ngày càng lớn mạnh hơn, chứ không phải là chúng ta vào đây để chúng ta quảng cáo, chúng ta vào đây để chúng ta làm bất cứ một việc ACB, XYZ. Thì đấy là những cái quan điểm của Hùng Lê xuyên suốt trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Còn trong tuần vừa qua thì Hùng sẽ điểm qua lại một tí về các cái tín hiệu. Hiện tại thì có thể là mạng đang hơi chậm nên là Hùng không bật được lên. Ok, Hùng sẽ xem lại phái sinh một tí. Thì như các bản tin thì Hùng thường view lại một tí, tức là trong team của Hùng Lê, ngoài cái việc là hỗ trợ chuyên sâu các anh chị trong cái quá trình training về mạng chứng khoán cơ sở, thì có một room lệnh để hướng dẫn các anh chị có những cái tham khảo trong quá trình đầu tư phái sinh. Thì hiện tại đây là ngày hôm nay thì admin đã tổng kết lại vị thế, tức là trong tháng 7, từ ngày 1 tháng 7 và đến ngày 19 tháng 7 thì tổng cái lệnh lãi là 70,2 điểm. Các anh chị lưu ý win trên tức là thắng trên thua, win trên lốt, thì là hiện tại là đang thắng 72 điểm, và admin lại không có tổng kết riêng ra cái hợp đồng tương lai của tháng 7 và hợp đồng tương lai của tháng 8. Tại vì là từ ngày 17 thì là hợp đồng đã mở hợp đồng tương lai của tháng 8 rồi. Thì cơ bản là trong tháng 7 thì là đang hiện tại là chốt đến ngày từ ngày 1 đến ngày 19 là team của Hùng Lê đang lãi 70,2 điểm đối với phái sinh. Còn đối với chứng khoán cơ sở thì Hùng đã có một cái team để hỗ trợ tất cả những anh chị nhà đầu tư của chúng ta. Trong quá trình đầu tư thì chúng ta có những cái thắc mắc thì chúng ta cũng có thể hỏi Hùng Lê ở trên này. Trên team thì Hùng Lê thường là có những cái mã cổ phiếu có những cái điểm mua tốt, thì Hùng Lê sẽ up lên đây, và cái cách mà Hùng up thì Hùng luôn trả lời, tức là các anh chị để ý là trong một cái tin nhắn như thế này thì lúc mà để con chuột ở đây thì các anh chị có thể thấy là hình con chuột, đúng không ạ? Nhưng các anh chị đưa lên đây thì sẽ nhìn thấy hình bàn tay, và các anh chị bấm vào hình bàn tay thì các anh chị sẽ xem được những cái tin nhắn ở trước đó. Đó, và tiếp tục như vậy thì đây
đây là hình hình con chuột đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị đưa lên đây hình bàn tay. Đó thì lại lại có được những cái tin nhắn ở đằng trước này. Thì thường thường là trên team thì thường là tối chủ nhật và tối ngày thứ tư thì Hùng sẽ view lại hai cái view chính về điểm lại cái tình hình thị trường chung về chỉ số VN Index của chúng ta, và Hùng có đánh giá lại, tức là ví dụ như là cái bản tin phân tích tuần của Hùng thì là Hùng sẽ phân tích vào tối thứ sáu. Tuy nhiên là đến tối thứ tư tuần giữa thì Hùng sẽ view lại thị trường một lần nữa, bởi vì là trong cái quá trình mà chúng ta phân tích thì có thể là có những cái nhận định ở tối thứ sáu thì nó là kịch bản A, nhưng mà ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì nó lại có những cái xu thế nó bị khác cái kịch bản đó đi, thì Hùng bắt buộc Hùng là sẽ bẻ lại cái kịch bản cho các anh chị để chúng ta kịp thời chúng ta cập nhật cái quan trọng nhất ở trong cái quá trình mình đầu tư. Đấy là cái xu thế chung của thị trường. Xu thế chung của thị trường nó sẽ quyết định rất rất nhiều đến những cái thành công của các anh chị, nên các anh chị chúng ta lưu ý. Thì đây là một cái team hỗ trợ các anh chị trong quá trình chúng ta đầu tư. Và một số các anh chị thì cũng có xin vào Zoom để có thể học tập và cũng có thể để tham khảo. Tuy nhiên thì Hùng Lê cũng rất là xin lỗi tất cả những anh chị em là trên team của Hùng Lê, thì tất cả những anh chị mà vào đây thì gần như đã được Hùng Lê chọn lọc và chúng ta sẽ chưa thể làm được cái team cộng đồng. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ có những cái điểm hạn chế đó. Còn nếu những anh chị nào cần hỏi Hùng Lê thì các anh chị cứ chat trực tiếp với Hùng Lê. Có rất nhiều những anh chị là vẫn không chưa vào room đó. Nhưng vẫn hỏi Hùng Lê những cái mã cổ phiếu, thì Hùng Lê vẫn dành thời gian để chúng ta có thể trả lời và chúng ta tư vấn. Tất nhiên là cái thời gian của Hùng Lê thì nó cũng khá là hạn hẹp. Chính vì vậy nên là nếu những cái tin nhắn của Hùng Lê có thể đến hơi chậm thì các anh chị cũng hết sức là thông cảm với Hùng Lê. Ok. Còn về xu thế thị trường trong tuần vừa qua thì trong cái bản điểm tin video số 63, tức là chúng ta có 63 video rồi, thì Hùng vẫn đánh giá rằng cái xu thế tăng giá của thị trường từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 19 vẫn là một cái xu thế chủ đạo, và cái mục tiêu thị trường của chúng ta tiệm cận vùng 985 đến 1.000 điểm vẫn chưa thay đổi ở trong tuần. Thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích chi tiết, nhưng mà Hùng sẽ nói trước một tí, Hùng sẽ đánh dấu lại cái vị trí kết tuần, tức là phiên ngày 12, phiên ngày 11 và phiên ngày 12 đấy. Đây cái vị trí Hùng đánh dấu đây là phiên ngày 12, ngày 12 tháng 7, tức là kết tuần đó là VN Index của chúng ta đâu đóng cửa khoảng vùng bao nhiêu? Đóng cửa đâu đó khoảng vùng 974 điểm. Và trong tuần thì VN Index của chúng ta đã có hai lần chạm đến vùng 985, và sau đó thì VN Index của chúng ta lại bị dội xuống. Và trong tuần vừa qua thì chứng kiến một tuần cái thanh khoản VN Index của chúng ta cũng khá là khiêm tốn. Điều này cho thấy rằng là cái tâm lý của nhà đầu tư khi mà VN Index của chúng ta gần tiệm cận đến cái vùng 985 đến vùng 1.000 điểm thì cái tâm lý thận trọng và cái tâm lý e ngại của hầu hết các bộ phận của nhà đầu tư của chúng ta thì đang chủ yếu là nghe ngóng và chờ đợi. Và trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng có đánh giá rằng là VN Index của chúng ta có thể test chỉnh lại vùng 970. Có thể test chỉnh lại vùng 970, và từ vùng 970 này thì lại tiếp tục hành trình mà chúng ta sẽ tiếp tục đi lên, tức là vùng 970 đây, Hùng đã vẽ sẵn ở đây, tức là vẫn bản tin cũ. Thì sau đó thì từ 970 này thì VN Index của chúng ta lại tiếp tục cái hành trình mà tiệm cận đến cái vùng 985 đến vùng 1.000 điểm. Thì cũng rất là tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích để Hùng nhận định cái xu thế của tuần tới đối với chỉ số VN Index thì như vậy. Còn đối với HNX Index thì cũng đã đi vào cái vùng kháng cự mạnh, đấy là cái vùng từ 106 đến 108.5, và ngày hôm nay thì không vượt được cái vùng giá 108. Tuy nhiên là xu thế của HNX Index thì cũng đang khá là đẹp. Ok, chúng ta sẽ đi
xem lại các cái mã cổ phiếu VHM. Đối với Vinhome thì hiện tại thì cái lực hồi của Vinhome vẫn đang khá là tốt, và Hùng có đánh giá rằng là trong cái nhịp này thì Vinhome có thể chỉnh về đâu đó khoảng vùng 82. Vùng 82 và từ vùng 82 này thì Vinhome sẽ tiếp tục có một cái nhịp đi. Về khoảng vùng giá 90. Tức là sẽ Hùng đánh giá là sẽ vượt qua cái vùng 87 ở đây, cái vùng 87 trên này. Hiện tại là Vinhome trong tuần thì Vinhome cũng đã có hai lần Vinhome công lại vùng giá 85, tuy nhiên là không đóng cửa được trên vùng giá 85. Tuy nhiên xu thế của Vinhome thì vẫn đang khá là tốt, và có thể kỳ vọng sang tuần tới thì Vinhome vẫn là một cái mã cổ phiếu mà để đỡ cho thị trường, thì đối với Vinhome là như vậy. Những anh chị nào mà theo dõi những cái kịch bản của Hùng Lê thì đã có thể mua Vinhome ở vùng giá 82, và hiện tại thì cổ phiếu đã về đến tài khoản của chúng ta cũng đã có một cái mức lãi đâu đó mấy phần trăm. Về mã cổ phiếu VIX thì VIX vẫn đang có một cái nền hỗ trợ ở vùng giá 115, và hiện tại thì Hùng cũng đang thấy VIX đi ngang tức là không giảm quá sâu. Cái điều quan trọng nhất là VIX không giảm quá sâu và VIX đi ngang, đấy là một cái tín hiệu tốt để giúp cho thị trường có thể tiệm cận đến vùng 985 đến vùng 1.000 điểm. Không cần VIX tăng, chỉ cần VIX đi ngang và sẽ có những cái mã cổ phiếu khác hỗ trợ. Còn ngược lại, nếu mà VIX bị gãy cái nền hỗ trợ ở đây thì nó sẽ rất là nguy hiểm, và lúc đó thì thị trường của chúng ta sẽ trao đao, chắc chắn là trao đao nếu như mã VIX mà có vấn đề. VRE thì Hùng cũng đã có những cái phân tích cho các anh chị, và một số các anh chị thì trong cái bản tin đã comment ở đây đâu đó là đã bán mất VRE, thì Hùng mới hỏi là tại sao lại bán VRE ở cái thời điểm này. Thì các anh chị có bảo là thế thứ hai, tức là cái phiên đầu tuần của cái tuần vừa qua là sẽ mua lại. Thì đối với VRE hiện tại trong cái kịch bản Hùng có đề cập đến thì có thể VRE có thể test chỉnh về đến cái vùng ở dưới này, vùng hỗ trợ khoảng giá 35. Tuy nhiên là VRE trong tuần các anh chị cũng có thể nhìn thấy là VRE đã không chỉnh về đến vùng 35, mà hình như là chỉ chỉnh về đến đâu ạ, 35.5 đấy, tức là VRE chỉ có chỉnh về 35.5, và sau đó thì lại VRE lại tiếp tục có một cái nhịp đánh vượt vùng đỉnh 36, và hiện tại đang đóng cửa vùng 37.6 trong một cái hành trình mà Hùng đang phân tích ở đây. Có thể đầu tiên là sẽ tiệm cận đến vùng 38. Sẽ tiệm cận sang tuần tới thì khả năng VRE sẽ tiệm cận đến vùng 38 ở đây. Sẽ tiệm cận đến vùng 38, và từ vùng 38 đấy thì có thể lình xình, và sau đó từ vùng 38 này thì khả năng là cổ phiếu 38-39, hoặc là có thể đến vùng 38.5. Hùng sẽ vẽ ở đây 38.5. Các anh chị chờ một tí, kiểm tra thiết bị âm thanh ok, vẫn ok. Vùng 38.5 thì có thể tiệm cận về đến vùng này, và sau đó thì lại có một hai cái cây nến rơi nhẹ, chỉnh nhẹ lại một tí như thế này, và sau đó thì hoàn thành cái mục tiêu, đấy là target ở trong nhịp này, đấy là hoàn thành về vùng giá 40, tức là cái target Hùng đang phân tích ở đây là khoảng vùng giá 40 ở trong nhịp đánh này. Thì hiện tại VRE đang khá là tốt, khá là ok. Nếu chúng ta xem ở trên biểu đồ nến tuần thì mọi thứ hoàn toàn ok với cổ phiếu VRE, và thậm chí là VRE ở trong nhịp này đang đánh một cái sóng khá là dài. Đây là một mã cổ phiếu tốt mà trong team Hùng Lê một số các anh chị cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu này. Cơ hội cho những anh chị mà mua tiếp, một số anh chị có hỏi Hùng là có mua VRE tiếp được hay không, thì rõ ràng một điều là cái lúc mà chúng ta phân tích ở những cái kịch bản mà cổ phiếu test chỉnh, đây là cái kịch bản mà test về vùng 35, đấy là những cái kịch bản về test chỉnh, thì chúng ta phải mua ở những cái kịch bản mà chúng ta phân tích kịch bản test chỉnh. Còn bây giờ khi cổ phiếu nó cứ lao mầm như thế này đó, thì cái việc là chúng ta mua thì vẫn được đó, bởi vì target của Hùng phân tích ở trong nhịp này là VRE sẽ về khoảng vùng giá 40, và bây giờ đang 37.4, tức là nó vẫn còn khoảng tầm độ, nếu mà đúng theo kịch bản mình phân tích là vẫn còn 3.000. Tuy nhiên là các anh chị mua sau đúng không ạ, thì nó sẽ rủi ro hơn rất là nhiều, trong khi những cái phiên test, trong những cái kịch bản mà phân tích những cái phiên test này thì chúng ta phải canh những phiên test để chúng ta mua, những phiên chỉnh này để chúng ta mua, thì như thế là chúng ta sẽ lợi về giá và rất ok về T cộng. Thì đối với VRE là một mã cổ phiếu rất là tốt, chúng ta tiếp tục nắm giữ để chúng ta ở chốt ở những cái mục cao hơn. Vinamilk thì hôm nay nhiều những anh chị sẽ nối tiếp đối với mã cổ phiếu Vinamilk.
Tại vì sao? Bởi vì Vinamilk là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị từ vùng giá 123. Ở vùng giá 123 Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể mở mua 1/3 số chúng ta định mua đối với mã cổ phiếu Vinamilk. Bởi vì sao? Bởi vì Hùng đang thấy rằng Vinamilk đã có một cái nền tảng tích lũy và cùng lắm thì Vinamilk sẽ chỉnh về đâu đó khoảng vùng giá 120. Và nếu như cổ phiếu này về một vùng 120 thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta mua. Và trong phiên ngày hôm nay thì Vinamilk đã có một phiên đánh rất đẹp lên đến vùng chạm vùng 127, tức là đã có một cái phiên đánh rất là đẹp. Và với cái xu thế hiện tại của Vinamilk thì Vinamilk sẽ tiếp tục tăng. Hùng đang đánh giá là Vinamilk sẽ tiếp tục tăng và Vinamilk sẽ có những tuần tăng điểm để giúp hỗ trợ thị trường. Còn về những anh chị nào mà chúng ta chưa có mã cổ phiếu Vinamilk thì bây giờ nếu chúng ta muốn mua Vinamilk thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tham gia ở vùng giá cao rồi, 125. Không biết là cổ phiếu này có test chỉnh quanh vùng giá 125 không. Còn nếu test chỉnh quanh vùng giá 125 thì cũng là một trong những cái cơ hội để chúng ta tham gia mã cổ phiếu này. Vinamilk cổ phiếu tốt và Hùng là khuyến nghị chúng ta mua từ những cái tuần rất là sớm. Và những cái cổ phiếu tốt thì Hùng luôn khuyến nghị các anh chị là chúng ta đầu tư. Đó, SAB thì chúng ta sẽ xem mã cổ phiếu SAB. SAB thì trong những cái vùng phân tích ở đây thì cái target mà Hùng đang đưa ra ở đây là khoảng tiệm cận về vùng 295 đến vùng 300. Thì trong tuần thì hiện tại là SAB đã tiệm cận được đến về vùng 290. Và hiện tại thì những tín hiệu tại thì đang cho thấy là SAB đang chết ở vùng 290. Và cái mức hỗ trợ tiếp theo của SAB ở đây đấy là khoảng đâu đó SAB cần phải lấy lại. Nếu như cái kịch bản là SAB muốn đi lên được vùng 295 đến vùng 300 thì SAB sang tuần cần phải lấy lại cái vùng này, các anh chị lưu ý, đấy là lấy lại vùng 280. Cái vùng 280 là cái vùng mà hỗ trợ cổ phiếu này. Đây, vùng này không được gãy, nếu mà gãy vùng này thì thôi xong. Còn trên xu thế hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là xu thế hiện tại của SAB đang là một xu thế giảm giá, và sẽ giảm về các cái vùng hỗ trợ ở đằng dưới để tích lũy tiếp, bởi vì đường MACD đang mở rộng ra và cái dòng tiền của cổ phiếu SAB thì đang khá là yếu, các anh chị lưu ý. VDC là một cái mã cổ phiếu về hàng không mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mua để chúng ta đầu tư. Và từ cái thời điểm nào thì khuyến nghị mua và khuyến nghị đầu tư thì các anh chị vui lòng xem những cái bản tin video trước đây của Hùng Lê, và xuyên suốt những cái quá trình đó thì Hùng đã có phân tích rằng VDC, cái target Hùng đang đặt ra của VDC là vùng giá 135. Trong tuần thì Hùng cũng đã có đề ra những cái kịch bản về VDC có khả năng sẽ chỉnh. Có những nhịp test chỉnh về quanh vùng giá đây, vẫn còn nguyên vẹn như vậy thôi. Cái vùng tròn đấy vùng hỗ trợ, tức là có thể test chỉnh về vùng 128. Sẽ test chỉnh về một vùng 128 và từ vùng 128 này thì cổ phiếu sẽ tích lũy và sẽ có những cái nền để chúng ta sẽ có thể phân tích những cái nhịp ở tiếp theo. Thì trong tuần thì có một phiên ngày 18 tháng 7 là phiên mà đáo hạn hợp đồng phái sinh, tức là phiên ngày thứ 5. Thì VDC có một cái nhịp đánh xuống và sau đó thì phiên ngày hôm nay thì cũng rất là tuyệt vời khi VDC đã lấy lại được vùng giá 130. Và với việc VDC lấy lại một vùng giá 130 thì cũng đánh giá rằng là cái xu thế tiếp theo của VDC sẽ tích cực hơn ở trong tuần tới và sẽ hỗ trợ cho thị trường của chúng ta. Dòng tiền của VDC cũng đang tốt lên. Và các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là vùng giá 128 là vùng hỗ trợ. Nếu như cổ phiếu này gãy vùng 128 thì như thế là chúng ta sẽ xem xét để chúng ta bán ra. Còn nếu như VDC vẫn đóng và vẫn tích lũy ở trên vùng 128, chúng ta tiếp tục nắm giữ vị thế và để chờ chốt ở những cái target cao hơn. Mã cổ phiếu BVH thì cũng là một cái mã cổ phiếu Hùng phân tích và đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta đầu tư từ cái vùng giá ở đâu đó ở vùng giá 78 ở dưới này, 73.5, xong đó là đến vùng giá 75.5 đến vùng 76, và target Hùng phân tích là đã hoàn thành, tức là đã về đến vùng giá 85 và đang có những cái nhịp đánh. Thì trong cái nhịp này thì khi về đến vùng 85 thì khả năng là cổ phiếu này sẽ test chỉnh, nhưng mà có những cái phiên ở trong tuần thì cổ phiếu này đã không test chỉnh, đúng không ạ, không test chỉnh và đã có những phiên lao lên đến đâu đó gần đến
gần đến vùng 88, trên vùng 88, và Hùng tiếp tục điều chỉnh lại trong cái kịch bản này, khả năng cổ phiếu này sẽ về lại vùng giá 90. Tuy nhiên để vùng về lại vùng giá 90 thì đây thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại có một cái nền hỗ trợ của cổ phiếu ở đâu đó ở đây quanh khoảng vùng giá 83.5 đó, 83.5. Đến vùng 83.5, nếu như cổ phiếu này không bị gãy nền 83.5 thì chúng ta lại có một vài phiên cổ phiếu này tích lũy tại đây. Tích lũy tại đây thì chúng ta lại tiếp tục một cái hành trình từ vùng 83.5 để đi đến về vùng 90. Đó, cái cách phân tích của Hùng thì như vậy thôi, nó không có cái gì nó là quá cầu kỳ. Không có cái gì nó là quá phức tạp, tất cả những cái kiến thức nền tảng này đều là những cái kiến thức thực chiến. Một số các anh chị có chat có hỏi Hùng Lê là xin Hùng Lê tài liệu, thì Hùng Lê cũng xin lỗi là Hùng Lê không có tài liệu gì cả. Tất cả những trong cái quá trình Hùng trending 10 năm vừa qua thì những cái kiến thức này, cái cách mà nhìn nhận cổ phiếu thì Hùng cũng nhìn từ thực tế thôi, chứ cũng chả có tài liệu nào viết cả. Trong ngắn hạn, trong xu thế ngắn hạn thì BVH có thể chỉnh và chỉnh về những vùng hỗ trợ ở dưới này. Các anh chị lưu ý giúp Hùng cái nền ở đây là nền hỗ trợ 83.5 của cổ phiếu BVH. Nếu mà bị gãy thì chúng ta sẽ lên đường, còn nếu mà chúng ta mà không bị gãy thì chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta nắm giữ. Mansan thì trong phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà đáo hạn hợp đồng phái sinh, nên là có thể là Mansan cũng là một trong những cái yếu tố mà để giúp cho nhà tạo lập có được một cái điểm số nhất định. Còn hiện tại thì khi phiên ngày hôm qua Mansan cũng rơi một cái phiên rơi rất là đẹp, tiệm cận đến vùng giá 75 là một cái điểm hỗ trợ trong ngắn hạn. Hỗ trợ trong ngắn hạn thì đối với điểm hỗ trợ này thì cũng chỉ bắt để chúng ta bắt T cộng thôi, để chúng ta bắt T cộng thôi. Phiên ngày hôm nay thì một cái phiên hồi cũng được đánh giá tạm tích cực, tuy nhiên là với một cái điểm số lấy lại như thế này thì khả năng Mansan sẽ lình trình. Mansan sẽ tiếp tục lình trình ở đâu đó quanh khoảng vùng giá 76.5 ở đây, quanh vùng hỗ trợ này, và để vùng hỗ trợ này tạo nền và có những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu Mansan. Mansan thì đã là một cái cổ phiếu mà Hùng Lê đã loại trong cái quá trình chúng ta phân tích đầu tư rồi. Thêm một mã cổ phiếu nữa đấy là GAP. Thì đối với GAP là trong những cái kịch bản phân tích gần đây của Hùng thì có đề cập đến cái việc là GAP sẽ tiệm cận lên đến vùng 107, đấy là cái target mà trong cái nhịp hồi này. Thì một số các anh chị trong team của Hùng Lê thì đã chốt trọn vẹn GAP ở vùng 107 đến vùng 106, đã chốt trọn vẹn trong những cái phiên gần đây. Trong tuần thì GAP đã có một cái phiên đẩy lên và sau đó thì hiện tại thì đang đóng cửa vùng 106. Tuy nhiên Hùng đánh giá rằng cái nhịp hồi này thì khả năng GAP cũng chỉ loanh quanh ở vùng 107 thôi, và những anh chị nào mà đang nắm giữ GAP thì quan điểm của Hùng Lê là chúng ta sẽ chốt để GAP có thể tích lũy lại ở một cái vùng hấp dẫn hơn, hỗ trợ ở một cái vùng tích cực hơn. Ok, chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu PVD. Thì đối với PVD trong cái giai đoạn hiện tại thì là một cái trạng thái lình trình đi ngang. Hùng đang đánh giá là cổ phiếu này cũng chưa có những cái động lực nào, chưa có những cái lực hồi nào khi mà dòng tiền khả năng tiếp tục suy yếu, và như thế thì PVD lại đi vào cái vùng nền ở đây, vùng nền tích lũy ở đâu đó khoảng tầm vùng 18 đến vùng 18, vùng 18 đến khoảng vùng 18.5 là khả năng là cổ phiếu này lại đi vào ở trong trong cái biên này. Và hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy động lực tăng giá. Đối với những anh chị nào mà có nắm giữ mã cổ phiếu PVD thì chúng ta cũng phải hết sức thận trọng và lưu ý ở trong cái giai đoạn này. PVS thì đối với PVS trong cái kịch bản của tuần trước, đúng không ạ, trong cái kịch bản của tuần trước thì cũng có vẻ phân tích về đến vùng 23.5, và sau đó thì cũng có vẻ những cái kịch bản để giúp cho cổ phiếu này có thể đi về vùng giá 24 ở đâu ạ, 24 đến vùng 25 ở đâu ạ, đó, đến vùng 24 đến vùng 25. Tuy nhiên là cổ phiếu này thì chạm được đến vùng 24.5 thì cổ phiếu này đã có những nhịp suy giảm và những nhịp ra hàng của PVS rất là quyết liệt. Ở trên xu thế hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là xu thế chủ đạo của PVS là xu thế giảm giá, chính vì vậy nên những anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu PVS thì chúng ta cũng hết sức là lưu tâm ở trong giai đoạn này.
Chúng ta nếu mà chúng ta nắm giữ ở những cái vị thế và margin thì chúng ta cũng rất là phải hết sức là thận trọng, bởi vì là trên trên những cái xu thế hiện hiện tại thì cũng đang nhìn thấy đường MACD đang khá là xấu và dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, cho thấy lực đánh của cổ phiếu này đang bị yếu đi, và với một cái lực mà đánh mạnh, một cái lực ra hàng mạnh như thế này thì khả năng cổ phiếu này lại đi về cái vùng nền ở dưới này, tức là cái nền chạm cái nền đỉnh cũ, đáy cũ ở trước này, thì các anh chị lưu ý đối với mã PVS hiện tại đang khá là xấu. Hơn thế nữa thì không biết là giá dầu, các anh chị chờ một tí cũng sẽ xem giá dầu thô. Khả năng là giá dầu 2 ngày cuối tuần đang giảm, giá dầu đang giảm, giá dầu đang giảm, chính vì giá dầu đang giảm từ vùng đỉnh 60 lên về vùng 55 nên đây cũng là một tín hiệu khá là xấu. Chính vì vậy nên là cái ngành cái nhóm của cổ phiếu P họ P ngày hôm nay thì không thực sự là tích cực. PLX thì đối với PLX thì PLX ngày hôm nay đã chạm kênh, tức là chạm vùng hỗ trợ vùng giá 64 ở đây. Đã chạm vùng giá hỗ trợ 64 đây thì các anh chị lưu ý là hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy là trong những phiên gần đây thì PLX lại bị, tức là cái xu thế hiện tại tăng giá của PLX không tăng nhưng mà cái lực bán ra của cổ phiếu này cũng khá là mạnh, thì các anh chị lưu ý giúp Hùng lên ở vùng giá 64. Vùng giá 64 là cái vùng giá hỗ trợ và có thể là cổ phiếu này sẽ test chỉnh nhẹ vùng 64 và ở một cái vùng ở đây, cái vùng đáy cũ nó ở đây nó rơi vào tầm vùng 63. Ở vùng 63 đến vùng 64 này thì các anh chị lưu ý giúp Hùng là cổ phiếu PLX ở trong cái vùng này, nếu mà bị gãy cái nền này thì ở như thế cổ phiếu PLX sẽ cần cần thời gian để tích lũy lại nền. Cần thời gian để tích lũy lại nền. Trong cái kịch bản, các cái kịch bản phân tích ở trước đây thì Hùng có đánh giá rằng PLX khả năng đánh chạm về vùng 70. Tuy nhiên với việc giá dầu đang giảm mạnh thì sẽ là một cái cản trở khá là lớn đối với mã cổ phiếu PLX, thì các anh chị lưu ý giúp Hùng lại cái mã cổ phiếu PLX. Vietcombank. Trong những cái bản phân tích view view về thị trường, view thì view về thị trường thì Hùng cũng có đánh giá. Hùng có đánh giá rằng là các cái nhóm ngành có thể hỗ trợ thị trường thì vẫn là nhóm ngành ngân hàng và xây dựng, họ nhà VIX và các cái trụ quen thuộc, và thêm ở trong tuần thì cũng có đánh giá thêm là thêm thêm ngành chứng khoán đó. Thì là đối với Vietcombank thì trong giai đoạn hiện tại thì Vietcombank là một cái mã cổ phiếu mà phải nói là rất là khỏe, rất là khỏe, và Vietcombank đã vượt vượt vùng đỉnh, vượt vùng đỉnh ở đây là vùng giá 75. Đã vượt vùng đỉnh ở đây, vùng giá 75 và là trở thành một cái mức giá cao nhất của mọi thời đại đối với Vietcombank. Và trong trong cái kịch bản của tuần trước thì cũng có đánh giá rằng có thể Vietcombank sẽ đánh chạm vùng 80, có thể đánh chạm về vùng 80, thì hiện tại là cũng trong tuần thì cũng gần như là đã chạm cách có một chút xíu nữa thôi, thì với một cái tâm lý hưng phấn hiện tại thì khả năng là Vietcombank sẽ đẩy về vùng giá 85 thì về vùng giá 80. Về vùng giá 80 rồi thì khi đó thì chúng ta sẽ có thể xem tiếp một vài những cái kịch bản tiếp theo. Nhưng mà đến đến thời điểm hiện tại thì chúng ta lại phải thay đổi cái kịch bản của cổ phiếu này để xem thử xem là khả năng thì cổ phiếu này nó sẽ đi được đến đoạn nào thì sẽ hết sóng. Vùng giá 80, vùng giá 80 đến vùng giá 85, vùng giá 80 đến vùng giá 85, như thế là Vietcombank còn tăng được khoảng tầm 5 đến 6 nghìn nữa. Ok, đối với Vietcombank còn hiện tại mua thì cũng không có khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia những mã cổ phiếu này. Những anh chị nào mà chúng ta đang đang nắm giữ thì chúng ta cũng có thể canh ở những cái vùng target này để chúng ta có thể 85. Về đến vùng giá 80 thì có thể cổ phiếu này sẽ lình trình ở đây, sẽ lình trình ở đây và sau đó thì mới có thể test chỉnh một tí, test chỉnh một tí và có thể là hành trình cái sóng cuối khả năng Vietcombank sẽ chạm vùng 85. Đây là một cái mã cổ phiếu mà lít dòng cho thị trường trong cái thời gian vừa qua rất là tuyệt vời.
BID thì là một cái mã cổ phiếu mà rất là nhạy, và với những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần trước thì Hùng có đánh giá tiếp tục bit tiếp tục tăng, và cái target mà đặt ra ở đây cho bit là khoảng tiệm cận khoảng vùng về vùng 36. 36 thì trong tuần thì đã có một phiên đẩy về vùng 35 cũng khá là đẹp. Một số các anh chị trong team Hùng Lê thì đã chốt ít, tức là đã chốt ở đâu đó khoảng vùng 30 34.5 gì đó, khoảng vùng 34.5 thì đã đây những cái phiên lình trình mà không 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 vượt thoát thì đã chốt. Nhưng mà với cái tín hiệu hiện tại, kỹ thuật hiện tại thì Hùng đánh giá bit đang khá là tốt. Tức là sau một cái phiên đẩy mạnh dài như thế này thì lực cầu tiếp tục, lực cầu ngày thứ hai là phiên T cộng sẽ về. Và nếu như phiên T cộng về mà vùng giá 35 này cổ phiếu BIT mà không bị thủng thì cái đích đến mà cái nhịp đến của cổ phiếu ngành ngân hàng ở trong đoạn này khá là tốt, và cái vùng giá 36 thế sẽ là vùng giá tiếp theo của BIT. Thì đối với những anh chị nào mà đang cầm nắm giữ BIT thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, bởi vì Hùng đang nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của BIT đang khá là đẹp, khá là ok. Công thương CTG. Đối với công thương thì cái nhịp đánh của công thương thì có thể chậm hơn, đi túc tắc, nhưng mà trong cái nhịp này thì khả năng thì công thương cũng hồi về đâu đó khoảng vùng giá 22.8 đến khoảng vùng giá 23. Thì công thương cũng chỉ hồi về cái vùng này thôi, bởi vì hiện tại thì Hùng cũng chưa nhìn thấy nhiều cái động lực của công thương, thì đây vẫn là một cái nhịp sóng hồi chung với lại anh cả ngân hàng đấy là Vietcombank. Một mã cổ phiếu ACB lít dòng trên sàn HNX. Đây là một cái cây nến ảo, đây là một cái cây nến ảo của cổ phiếu này. Thực ra cổ phiếu này chỉ khớp 32, chỉ có đâu đó theo Hùng đoán thì là chỉ có khoảng tầm 100 cổ phiếu thôi. Đối với cổ phiếu ACB thì có một cái nền tích lũy khá là dài và cũng khá là nặng. Thì Hùng cũng đánh giá rằng trong cái nhịp này thì chúng ta sẽ xem ở vùng giá 32, khả năng thì hồi về vùng 32 để chúng ta xem thử là tại cái vùng 32 này thì cổ phiếu này sẽ phản ứng như thế nào thôi. Chứ còn hiện tại thì Hùng cũng không có đánh giá rằng ACB mạnh. Còn xu thế hiện tại, cái xu thế hiện tại thì vẫn đang là một cái xu thế tăng giá, chính vì vậy những anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu ACB thì cũng sẽ nắm giữ để tiếp tục chốt ở những cái vùng giá nó cao hơn. STB thì trong tuần cũng thấy có một vài phiên có những cái tín hiệu lực cầu vào, nhưng chúng ta sẽ xem là hiện tại thì đã thực sự tốt chưa. Thì STB hiện tại ok. STB thì vùng giá 11.5. Vùng giá 11.5 là cái vùng giá hỗ trợ và cũng là cái điểm tỉ bật của mã cổ phiếu này, thì khả năng là STB sẽ tăng giá từ vùng 11.5 này. Hiện tại thì Hùng đang cũng nhìn thấy những cái tín hiệu tích cực hơn từ cổ phiếu STB, khi mà dòng tiền thì cũng đang có cái xu hướng tăng lên, và một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng đang khá là ổn. Và cái nhịp hồi này thì hồi về đâu, thì thực ra thì STB thì nó đang có một cái vùng ở đây hồi về vùng 12, tức là cái nhịp đầu tư nó cũng không được đáng bao nhiêu. Thì theo Hùng thì chúng ta cũng không nên tham gia những cái mã cổ phiếu mà những cái nhịp đánh nó chỉ ngắn, cái mục tiêu nó chỉ ngắn như thế. MBB, đối với MBB thì đã có tín hiệu nhấc mông ra khỏi cái vùng đấy là vùng 21 đến vùng 21.5. Tuy nhiên lại gặp một cái vùng cản to đùng đùng ở đây, đấy là cái vùng 22.5 đến vùng 23. Và liệu cổ phiếu này có vượt thoát đi lên được hay không thì cần phải chờ, bởi vì đối với MBB thì Hùng thấy những cái cách đánh của cổ phiếu này khá là chuối. Lên được mấy phiên xong đó thì lại dội về nền. Trong tuần vừa qua thì Hùng có khuyến nghị thêm các anh chị mở mua mã SSI và HCM. Thì Hùng sẽ phân tích mã SSI trước. Đối với SSI, SSI thì Hùng đã trong liên tục những cái bản tin gần đây thì Hùng có đề cập đến cái nền 24.5. đây là một cái nền hỗ trợ của SSI cũng khá là dài, tương đối là dài, và cái nền hỗ trợ này thì nó cũng sẽ đóng góp, nó sẽ đóng một cái vai trò, tức là nó sẽ làm những cái điểm tỉ bật cho mã cổ phiếu này không bị giảm sâu hơn. Tức là nếu cái vùng 20 24.5 này nó bị gãy thì có thể SSI sẽ đi về một nơi rất là xa.
Chính vì vậy nên là một số các cái yếu tố tạo lập thì các nhà tạo lập tại vùng này cũng đang Hùng đang đánh giá là đang cố níu giữ, phải dùng cái từ cố níu giữ ở cái vùng giá này, tức là cố níu giữ ở cái vùng giá 24.5 đến vùng giá 25. Tại sao lại nói cố níu giữ? Bởi vì rõ ràng là trong một cái xu thế thị trường chung đang giảm và cổ phiếu này đang lình xình đi ngang ở quanh vùng này để cố gắng tích lũy lại ở quanh vùng này thì nó sẽ đang rất là tốt. Thì đối với SSI, Hùng vẫn đánh giá rằng hết sức là tích cực. Những cái phiên test chỉnh của SSI có thể chỉnh lại về vùng 25.5, sẽ chỉnh lại về vùng 25.5. Đây là những cái điểm chỉnh rất là đẹp để giúp cho chúng ta có thể cơ cấu và tham gia cái mã cổ phiếu này. Và Hùng đang kỳ vọng là sang tuần tới thì SSI sẽ đánh thủng cái vùng giá 26 để đi về cái nhịp hồi đầu tiên của SSI. Ở trong nhịp đánh này chúng ta sẽ kỳ vọng về đến vùng giá 29, về đến vùng giá 20, xin lỗi cả nhà, chắc là cũng hồi về lại được đến vùng 28 thôi. Về đến hồi đến vùng 28 là cũng một cái nhịp hồi của cổ phiếu này ở đây, có khả năng là về hồi đến vùng 28. Một số các chỉ báo kỹ thuật khác của SSI thì Hùng đang đánh giá là khá là ok. Trên biểu đồ nến tuần thì cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật khá ổn, ok. HCM thì đối với HCM thì đang yếu hơn so với SSI, yếu hơn bởi vì là HCM thì cũng có một cái nền hỗ trợ ở đây, tức là cái nền khoảng cái nền đâu đó đây 22.5. Tuy nhiên HCM thì yếu hơn, hiện tại thì cũng đang có những cái phiên lình xình đi ngang này thì tỷ trọng thì Hùng ưu tiên là giải ngân SSI nhiều hơn là HCM. HCM cũng có thể tham gia cùng để đánh đồng pha với mã cổ phiếu chứng khoán. Tuy nhiên đối với HCM hiện tại thì không thực sự là mạnh lắm. Thì cái nhịp hồi này của HCM thì Hùng cũng chỉ kỳ vọng là sẽ hồi về đâu đó được khoảng đến vùng giá 25.5 đến khoảng vùng giá 26, thì như thế là cũng là một cái nhịp hồi khá đối với mã cổ phiếu chứng khoán rồi. FPT, một mã cổ phiếu về ngành công nghệ. FPT, một cái mã cổ phiếu về ngành công nghệ thì hiện tại cũng đang có những phiên chạm đỉnh, tức là về đến vùng giá 48. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên cái phân tích, những cái điểm phân tích của Hùng ở đây thì có thể là Hùng đang đánh giá là có thể là với một cái lực đánh mạnh như thế này thì có thể là FPT sẽ đánh về vùng giá 50, và từ vùng giá 50 thì FPT sẽ có những cái nhịp chỉnh, những cái nhịp chỉnh lại thì chúng ta sẽ theo dõi ở đây. Và hình như là FPT chưa vượt đỉnh cao nhất, FPT đỉnh cao nhất của nó là vùng 60 cơ. Thì hiện tại thì những cái xu thế hiện tại của FPT cũng đang khá là tốt. Tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật thì đang cho thấy rằng cổ phiếu này đang trên đà tăng, chưa có những cái đà giảm, nhưng mà để mà cổ phiếu đi tiếp thì khả năng là sẽ có những cái nhịp chỉnh ở quanh vùng giá 50, và sau đó thì có những cái nhịp chỉnh để chúng ta có thể tham gia cơ cấu. Song song với mã FPT thì có một cái mã CMG, cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành công nghệ. CMG thì cũng đang đi rất là đẹp. Hùng cũng có quan sát cái đường đi của mã CMG, thì đối với mã CMG thì cũng đang đi khá là hay. Thì hôm nay là CMG đã chạm kênh trên, tức là chạm đến cái vùng đâu đó vùng giá 40 đây, thì khả năng là cổ phiếu này sẽ chỉnh lại, chỉnh đẹp thì đâu đó ở vùng giá ở đâu dưới này một tí, vùng hỗ trợ khoảng vùng 34.8 đó, về đến khoảng vùng này thì cổ phiếu này khả năng là đẹp. Thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành công nghệ, CMG. Các anh chị lưu ý thì đối với giai đoạn này thì Hùng đang thấy những cái nhóm ngành về cổ phiếu về ngành công nghệ đang tăng khá là tốt. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu Blue Chip G. Cơ điện lạnh thì G đang có những nhịp đánh chạm về vùng nào? Vùng 34.5. Và trong cái kịch bản phân tích trước đây của Hùng thì Hùng có đề cập đến là G có thể test chỉnh lại. Đây, G có thể test chỉnh lại vùng 33, và ngày hôm nay thì nằm ở vùng 33 luôn, kết tuần thì nằm ở vùng 33 luôn. Tuy nhiên là những phiên test chỉnh này thì nó chưa thực sự là tích cực.
Các anh chị lưu ý nếu như tại vùng 33 này, cổ phiếu này cần phải có những cái phiên vượt thoát và đi lại lấy lại vùng 33, thì như thế thì Hùng đang phân tích một cái target cao hơn của G ở đây. G ở đây là vùng 38. Tuy nhiên để lên được đến vùng 38 thì các anh chị lưu ý giúp Hùng vùng 33 trong cái kịch bản phân tích của Hùng lên. Hiện tại thì G lại đang trong ngắn hạn, thì G đang chịu một cái áp lực chỉnh nào đó, và cái lực chỉnh nếu mà chỉnh sâu nhất thì có thể sẽ chạm kênh, xu thế, tức là sẽ chạm ở đâu đó xuống cái vùng ở dưới này một tí thì nó cũng cũng ở đây. Thì đối với vùng 33 này các anh chị lưu ý giúp Hùng lên, đấy là một trong những cái điểm tỷ bật của cổ phiếu. Novaland, thì chắc là không có những cái gì. Novaland thì nó cũng Novaland thì nó cũng không có cái gì nó quá là đột biến, quá là xuất sắc. Cứ về vùng nền thì 56 đến 57 thì mua một ít, và cứ chạm đến đâu vùng 61 thì chúng ta bán ra. Novaland thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà nó giữ nhịp thôi. VCG, đối với mã VCG thì Hùng vẫn đang kỳ vọng một cái nhịp đánh của VCG có thể đánh về đâu đó ở một cái vùng cao hơn, tức là khoảng vùng giá 35. Tuy nhiên có một cái nền ở đây là nền 26, thì hiện tại là cổ phiếu này đang tích lũy đi ngang khá là chặt ở nền 26, và chúng ta cùng chờ, bởi vì là hiện tại thì cái nền 26 trở thành một cái điểm hỗ trợ, và cổ phiếu này đang đi men theo cái nền hỗ trợ như này thì Hùng Lê cũng khá là khó để chúng ta tiên lượng. Tuy nhiên các anh chị cũng thể thấy là nhìn ở trong giai đoạn hiện tại thì dòng tiền đổ vào cổ phiếu này thanh khoản khá là thấp, chính vì vậy nên là có thể những yếu tố tạo lập đang đang muốn có được một cái chuỗi ngày đi ngang của cổ phiếu này ở quanh vùng giá 26 để có những yếu tố tạo lập để có thể đánh cổ phiếu này lên. Hùng vẫn đang kỳ vọng là cổ phiếu VCG sẽ có một nhịp đánh, lên. Bình Minh, BMP thì một số anh chị có hỏi Hùng là BMP thì target của nó chạm được đến đâu, thì cũng có đánh giá được khoảng đến khoảng tầm vùng 50 đến vùng 51. Đây là một cái vùng kháng cự, đây là một vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu này, thì khi chạm đến vùng này thì cổ phiếu này đang có gần như trong tuần thì có những phiên đẩy lên nhưng mà không đóng cửa được ở một cái mức cao nhất. Thì với quan điểm của Hùng thì cổ phiếu này hiện tại lực đánh của cổ phiếu là cái đích đến của cổ phiếu này khả năng sẽ có những cái đích xa hơn. Đích xa hơn ở vùng giá 50, 51. Tuy nhiên để đánh được những cái đích cao hơn thì chúng ta sẽ cần phải chỉnh lại. Chúng ta cần phải chỉnh lại, quan sát lại ở vùng giá 47. Cổ phiếu này cần phải chỉnh lại để lấy đà để đi lên, và vùng 47 sẽ là một cái điểm hội tụ của cổ phiếu này. Tại vùng 47 này thì chúng ta sẽ chờ cổ phiếu test tích lũy ở quanh đây, và như thế thì sẽ có một cái kịch bản như này cho cổ phiếu thì nó cũng khá là đẹp. Và trong cái nhịp đánh này thì Hùng đang đánh giá rằng là khả năng là Bình Minh sẽ về ở những cái target cao hơn, đấy là có thể chạm về đến vùng 55 đến vùng 60. Tuy nhiên là để đi đến vùng 55 đến vùng 60 thì chúng ta sẽ cần xem ở vùng giá 47 và những cái nhịp test tích lũy của Bình Minh ở tuần tới. Chúng ta xem ở trên biểu đồ nến tuần của Bình Minh xem nào, trên biểu đồ nến tuần thì hiện tại là đang có 2 tuần tăng. Trên biểu đồ nến tuần của Bình Minh thì cũng đang khá là tích cực. Ok, cái kịch bản như vậy, vùng giá 47 các anh chị lưu ý. MWG thì đối với MWG là một cái mã cổ phiếu mà những anh chị nào mà xem những bản tin liên tục của Hùng Lê thì Hùng Lê cũng đã có những nhịp phân tích ở vùng giá 95 test chỉnh, và sau đó thì đánh giá về target vùng 100. Về 100 rồi thì bây giờ cổ phiếu này nó lại không chỉnh về nữa mà nó lại tiếp tục nó chạy, và nó sẽ chạy về đâu thì hiện tại là MWG cũng là một mã cổ phiếu vượt đỉnh của mọi thời đại, tức là giá cao nhất kể từ khi cổ phiếu này niêm yết, và chính vì vậy nên là bây giờ để đo cái sóng của mã này thì chúng ta cũng sẽ rất là khó để chúng ta đo, bởi vì lý thuyết sóng Elliott thì cũng chỉ phân tích được đến về đến vùng giá 100.
về đến vùng giá 100, và nếu mà chúng ta mà phân tích theo một cái sóng dài, để chúng ta dò tìm cái mục tiêu của cổ phiếu này thì nó cũng sẽ khá là khó, bởi vì bây giờ anh đã chạy đi đến về nơi xa lắm. Vùng 120 xa thế nhỉ, sao target lên cao quá. Sóng cuối của MWG khả năng sẽ đi về đến vùng giá 120. Tuy nhiên là cái nhịp trước mắt ở đây thì với cái lực đánh này thì sẽ đi về vùng 110 đã, bởi vì vùng 110 là cái vùng mà nó sẽ gần gần nhất ở đây. Vùng 108 đến vùng 110 sẽ chờ ở vùng này đã, sau đó thì đến vùng 110 thì khả năng cổ phiếu này sẽ lòng thòng rơi, và rơi như thế nào thì chúng ta sẽ cùng phân tích ở nhịp này ở quanh vùng giá 110. Còn trên xu thế hiện tại thì cái đà đi của mã cổ phiếu này đang rất là tốt, lực tăng thì quá là tốt luôn, không có gì phải bàn cãi. VGC, một số các anh chị nhà đầu tư trong team của Hùng Lê là hiện tại cũng đang hết kiên nhẫn đối với mã cổ phiếu VGC. Nhưng đối với quan điểm của Hùng Lê là chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ cần có một cái quãng thời gian nhất định, đối với những cái mã cổ phiếu cần đi những cái sóng dài thì chúng ta đi những cái sóng dài thì chúng ta sẽ cần nó ở một cái góc độ như nào, một cái góc độ tức là sẽ đi có một cái vùng, những cái vùng nền tích lũy rất là đẹp, và sau đó thì cổ phiếu sẽ vượt thoát để bứt 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 thoát đi lên. Thì bây giờ đối với mã cổ phiếu VGC thì các anh chị lưu ý giúp Hùng đấy là cổ phiếu này đã có một cái nhịp chia. Cái nhịp chia thì hình như cái này là lúc Hùng vẽ là nền 20 đến nền 20.5 là nền trước chia, tức là cái này nó phải thụt đi 1.000, tức là bây giờ lại thành vùng 19 và vùng 19.5. Đó, tức là VGC đã có một cái nhịp tích lũy ở đây và đã có những phiên break thoát đi lên. Thì bây giờ cái vùng giá trước đây là vùng giá 22 là điểm kháng cự của nó, thì bây giờ trở thành cái vùng 21. Vùng 21 sẽ là cái vùng mà kháng cự của nó ở đây, và quan điểm của Hùng là VGC sẽ đi theo sóng dài, các anh chị cứ tin Hùng đi, và cái mục tiêu gần nhất của VGC là trong nhịp sóng này Hùng phân tích đấy là Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu này về vùng giá 24. Hiện tại thì đang có những tuần test tích lũy rất là đẹp, và sau khi chia cổ tức xong thì Hùng đang kỳ vọng sẽ đánh vượt thoát cái vùng đỉnh kháng cự ở đây, tức vùng 21, và khi đã vượt thoát đến vùng 21 rồi thì lúc đó cổ phiếu của chúng ta sẽ đi rất là nhẹ nhàng, cổ phiếu của chúng ta sẽ đi rất là nhẹ nhàng, và sẽ cần thêm cái lực cầu nữa. Mã cổ phiếu TV2 thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà liên tục Hùng Lê phân tích, và một số các anh chị ở trong team của Hùng Lê thì cũng đã có đầu tư và cũng đã có chốt khi TV2 đã tiệm cận được đến khoảng về vùng giá 138, vùng giá 139. Thì trong những cái nhịp phân tích này thì đây Hùng đã vẽ ra cho các anh chị một cái nền cổ phiếu này có một cái nền hỗ trợ dưới đây là một cái nền 133.5. Và khi chạm đến đây thì các anh chị có thể nhìn thấy là khi chạm đến đây thì cổ phiếu này đã có những cái vùng vượt thoát đi lên, và cái quan điểm của Hùng là ở trong cái nhịp đánh này, tức là đánh từ vùng giá 125 thì cổ phiếu này sẽ tiệm cận đến, đầu tiên sẽ là về đến vùng giá 150. Sẽ về đến vùng giá 150, và những cái tín hiệu hiện tại kỹ thuật của TV2 thì Hùng đang đánh giá là khá là tốt, khá là ok. Đây là một cái mã cổ phiếu thanh khoản khá là thấp, tuy nhiên là cái đường đi của TV2 thì đi rất là nhẹ nhàng, đi rất là chậm rãi, nhưng mà đi khá là tốt, khá là tốt. Thì những cái vị thế nắm giữ cổ phiếu TV2 chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ mã cổ phiếu này, và các anh chị lưu tâm giúp Hùng đấy là vùng hỗ trợ 133.5. PNG thì một số các anh chị hỏi là Hùng rồi, lúc ở đầu bản tin thì Hùng PNG có hỏi Hùng là có cắt lỗ hay không, thì Hùng có trả lời cho các anh chị đấy là vùng 72.5 là một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu PNG, và hiện tại thì Hùng đang thấy có những cái lực hồi của PNG, và Hùng kiến nghị các anh chị là nếu có cắt có chốt thì cũng chờ khoảng vùng 76 đến vùng 77, bởi vì trong cái nhịp này thì đánh giá rằng PNG có thể sẽ hồi và
một số các trụ, một số các blue chip thì hiện tại là PNG đang lình xình và tích lũy đi ngang, và chưa có những cái nhịp đánh thì khả năng là rồi cũng sẽ đến, tức là câu chuyện cái gì đến thì nó cũng sẽ đến, đúng không ạ? Các anh chị có thể thấy là Vinamilk đó, Vinamilk Hùng đã khuyến nghị các anh chị rồi, cái gì đến thì nó sẽ đến, chúng ta phải kiên nhẫn và chúng ta phải chờ đợi. Những cái mã cổ phiếu tốt thì chúng ta cũng không thể là một phát chúng ta ăn ngay, mà chúng ta cũng phải kiên nhẫn đối với nó. PPC thì tí nữa Hùng sẽ phân tích vào trong những cái nhóm ngành. A và FTT thì tí Hùng sẽ phân tích vào trong những cái nhóm ngành của chúng ta. Hôm nay có mã cổ phiếu ở một cái trụ khá là đẹp nữa là mã cổ phiếu DHG, để Hùng xem DHG hôm nay có tín hiệu gì không. DHG thì trong giai đoạn hiện tại đang xấu quá, thanh khoản không có, mất hết thanh khoản như thế này thì cũng khá là xấu. Ok, cái này chưa tham gia được, nó mà rơi cho một phát nữa thì chết luôn. Như vậy là chúng ta vừa mới điểm qua một vài các cái dòng, các cái mã cổ phiếu của trong tuần vừa qua. Thì rõ ràng là trong cái bản tin phân tích 63 thì Hùng cũng có đánh giá rằng xu thế của thị trường của chúng ta vẫn là một xu thế tăng giá chủ đạo. Và thị trường trong tuần vừa qua thì cũng đã tăng từ vùng giá 900, khoảng tầm 974 điểm và về được cao nhất là 975 điểm và 985 và đóng cửa vùng ở 982. Thì trên xu thế hiện tại của thị trường thì ngay từ những cái bản tin từ ngày 1 tháng 7 thì Hùng có đánh giá rằng thị trường của chúng ta ở trong tháng 7 sẽ là một cái tháng mà kỳ vọng sẽ là tốt và kỳ vọng sẽ có những cái nhịp đánh hết sức là tích cực về tính chu kỳ. Và các anh chị cũng có thể nhìn thấy cái hình vòng cung Hùng vẽ đây. Đấy là cái hình vòng cung Hùng mô phỏng rằng là cái VN Index của chúng ta có thể uốn lượn và chúng ta sẽ có những cái vùng vượt thoát đi lên ở đây. Xu thế hiện tại của VN Index của chúng ta đang rất là đẹp, tức là cái lực hồi ở đây là từ vùng bao nhiêu, từ vùng 945. Và hiện tại là VN Index của chúng ta đã đi được về đến vùng 982. Cứ cho là nếu mà về được vùng 985 thì như thế là VN Index của chúng ta đã có tăng được 40 điểm ở trong tháng 7 và đang tiệm cận đến những cái vùng kháng cự mạnh ở đây. Thì quan điểm hiện tại của Hùng là VN Index của chúng ta hoàn toàn có thể đánh tiệm cận đến vùng 985 đến vùng 1000 điểm ở trong tuần tới. Tuy nhiên các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là khi mà chúng ta lên càng lên cao thì cái mức độ rủi ro của chúng ta ngày càng lớn lên, các điểm mua của chúng ta, cái cách quản trị rủi ro các cái điểm mua của chúng ta lại càng phải thận trọng hơn. Hùng Lê lưu ý là như vậy. Và trong giai đoạn hiện tại thì Hùng có đánh giá rằng cái dòng tiền margin đổ vào thị trường hiện tại đang tương đối, tức là nó chưa full margin, nhưng mà có thể tuần 1 đến 2 tuần tới thì cái lượng full margin nó sẽ tăng dần lên. Và thị trường của chúng ta sẽ có những phiên đánh mà thanh khoản, các anh chị có thể nhìn thấy đây, những cái thanh khoản mà có thể lên đến hơn 200 triệu đến 250 triệu cổ phiếu. Thì lúc đó là những cái dấu hiệu mà thị trường đang có những bước chạy nước rút. Còn ở hiện tại chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua VN Index của chúng ta có một cái nền tích lũy rất là đẹp, đi lên chậm rãi nhẹ nhàng, xen kẽ những cái phiên tăng thì có những phiên giảm, và thị trường của chúng ta muốn đi được chắc thì cần như vậy, tức là không thể có những phiên tăng vù thì như thế là nó sẽ giảm rất là nhanh, mà có những phiên tăng giảm đan xen nhau để cho gì ạ? Để cho những nhà đầu tư nào muốn chốt lời chốt đi và những lớp nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường lại bắt đầu kéo thị trường lên. Thì đấy là một cái điểm tích cực của một cái điểm sáng của thị trường ở trong cái thời gian vừa qua. Đấy là cái điểm Hùng Lê nhận thấy, tức là thị trường đi rất chậm rãi và rất là chắc và rất là tốt. Hùng Lê cũng không có kỳ vọng rằng là thị trường của chúng ta mỗi ngày tăng 15-16 điểm như thế thì nó sẽ đi rất là ngắn, chỉ cần cứ tăng chậm, tăng đều, xem kẽ những sẽ có những cái phiên tăng giảm điểm như vậy thì nó sẽ rất là ok. Xu thế về dòng tiền hiện tại Hùng đang đánh giá khá là tốt. Tuy nhiên cái điểm kháng cự mạnh của thị trường của chúng ta đấy là vùng 985 đến vùng 1000 điểm, các anh chị của chúng ta lưu tâm. Còn quan điểm hiện tại thì Hùng đang đánh giá rằng một số các cái điểm nhấn sẽ giúp cho thị trường của chúng ta sẽ kéo VN Index của chúng ta đi về cái vùng mây mù đó. Và một trong những cái điểm nhấn đang còn dư địa đấy là Vinhome, đang còn dư địa. Vinamilk thì ngày hôm nay mới bắt đầu khởi động
những cái bước chạy đầu tiên. Và SAB sau những cái nhịp chỉnh ngày hôm nay và có thể sẽ quay trở lại ở những cái trạng thái tốt hơn. Bảo Việt sẽ tích lũy, sẽ đánh tích lũy trở lại và sau đó sẽ có những cái điểm hỗ trợ của thị trường. Và đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán cũng sẽ có những cái yếu tố để lead thị trường trong tuần tới. Và hơn thế nữa thì nhóm ngành xây dựng ngày hôm nay khi mà lực đỡ của thị trường yếu đi thì nhóm ngành xây dựng đã có một số các cái mã cổ phiếu chỉnh. Và khi mà các mã cổ phiếu này chỉnh thì sau đó thì khi mà thị trường hồi trở lại thì nhóm ngành xây dựng cũng sẽ là một trong những cái điểm nhấn mà để giúp cho thị trường của chúng ta sẽ có những cái điểm tăng tốt hơn. Thì đấy là những cái lưu ý mà các anh chị của chúng ta có thể lưu ý giúp Hùng Lê. Và một cái điểm đáng lưu ý nữa mà các anh chị của chúng ta cũng cần phải nhớ, tức là Hùng Lê nhắc lại một lần nữa, đấy là cái việc quản trị rủi ro, quản trị điểm mua của các anh chị ở trong thời điểm hiện tại chúng ta phải cần hết sức là lưu tâm. Ok. Xu thế thị trường vẫn tiếp tục tăng giá và những cổ phiếu chúng ta đang có những vị thế tốt chúng ta tiếp tục nắm giữ để chúng ta có thể canh, chúng ta chốt ở những cái vùng giá cao hơn. Còn bây giờ thì Hùng sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu xuyên suốt trong cái thời gian vừa qua chúng ta thường xuyên nắm giữ và thường xuyên theo dõi. Và những cái mã cổ phiếu đó thì Hùng cũng đánh giá là khá là đẹp, khá là ok. Nam Long hiện tại vẫn đang có một cái nhịp hồi, thì nhịp hồi này thì cũng đã phân tích rồi, khả năng là sẽ hồi về được đâu đó khoảng về vùng giá 30.5 đến vùng giá 31 ở đây. Và tín hiệu ngày hôm nay của Nam Long thì cũng khá là tích cực khi mà dòng tiền được tiếp tục đẩy vào. Mở mua thì các anh chị lưu ý là những cái mã mở mua mà mua được á, thì Hùng sẽ nói là mua được. Còn những cái mã mà Hùng chỉ phân tích về target, tức là có nghĩa là cái điểm mua nó bị qua đi rồi. VGC Hùng đã phân tích rồi. TDH thì đang hiện tại TDH xấu, TDH không có gì. TDH lình xình tích lũy đi ngang quanh vùng 9.5. Đất xanh DXG. Đối với DXG thì các anh chị lưu ý là vùng Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua ở vùng giá 18.5 và chúng ta sẽ chờ khi đất xanh có những phiên break qua được cái vùng ở đâu đó khoảng vùng 19.5 đi. Đây sẽ là điểm, có thể sẽ là điểm mua hết đối với các anh chị nếu mà chúng ta tham gia qua có những phiên break vượt thoát vùng 19.5 với vốn khoảng tầm độ 2 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ mở mua hết đối với mã cổ phiếu đất xanh. Thì đối với đất xanh ở trong nhịp này thì cũng đang đề cập đến ở đây đâu đó ở vùng giá 22 đúng không nhỉ? Mục tiêu ở vùng giá 22 đối với đất xanh. HDG thì Hùng đã khuyến nghị mua ở vùng giá 32 và hiện tại thì Hùng đang thấy rằng HDG đang có những phiên đánh chạm vùng 36 và khi chạm vùng 36 thì một cái lẽ đương nhiên cũng sẽ rất là dễ hiểu là cổ phiếu này sẽ có những phiên test chỉnh. Và những nhịp test chỉnh ở đây hiện tại Hùng đang thấy hết sức tích cực, đấy là vùng giá 35. Ở vùng giá 35 này cổ phiếu không bị phá vỡ, không bị thủng thì cái lực đi tiếp theo của cổ phiếu này không thay đổi, tức là target Hùng đang phân tích ở đây là khả năng là sẽ đánh chạm về vùng 40. Đối với mã cổ phiếu HDG, các anh chị lưu ý giúp Hùng ở đây thêm một cái điểm hỗ trợ ở đây nữa của cổ phiếu HDG rất là tốt ở đây. Đây là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng đánh giá rằng là mã cổ phiếu này cũng có thể là cái mã cổ phiếu mà sẽ vượt đỉnh của mọi thời đại. Và hiện tại thì đã vượt rồi và những cái nhịp đánh tạo lập ở đây, tức là nó đang lình xình ở quanh vùng giá 36 thì một cái điều rất là dễ hiểu thôi. Đương nhiên ở những cái phiên test, những cái phiên rũ ở đây khá là đẹp khi mà lượng hàng không quá nhiều cho thấy rằng là cái yếu tố tạo lập của những cái mã cổ phiếu này vẫn đang là tốt. C32 thì cái thanh khoản nó hơi thấp, chính vì vậy những anh chị nào mà tham gia thì chúng ta cũng có thể tham khảo ở vùng giá 26.5 đến vùng 27. Mục tiêu ở trong nhịp này của C32 sẽ đánh chạm kênh thì có thể là từ vùng nền tích lũy này thì C32 sẽ đánh chạm về đâu đó khoảng vùng 30, vùng 31, khoảng vùng 31 đến vùng 32, như thế thì cũng tăng được, nếu mà chạm được đến về vùng 31 đúng không ạ, 31 tức là 27 mà lên 31 là cũng được 4.000 à,
4 mà chia cho 27 khoảng tầm 10 đến 15% của mức kỳ vọng đối với mã cổ phiếu C32. VCS. Đối với VCS thì một số các anh chị ở trong team có mua được và một số các anh chị thì cũng không mua được. Và cái target mà Hùng phân tích của VCS là từ vùng nền này, là từ vùng nền 60 đến vùng nền 63, và target đạt đến vùng giá 80. Thì hiện tại là trong tuần nay là VCS đã đạt đến về vùng giá 80. Và khi chạm về vùng target này thì sao? Thì theo quan điểm Hùng là cổ phiếu này cần phải chỉnh. Đi nghỉ ngơi thì đi xong thì cần phải nghỉ ngơi, chứ không thể là cứ hùng hục như trâu đất để đi như thế được, thì là nó sẽ không được bền. Muốn bền thì phải chỉnh, và chỉnh về đâu ạ? Chỉnh về đâu đó ở khoảng vùng 72. Chỉnh về đâu đó khoảng tầm vùng 72, tức là điểm 72 này là rất là đẹp, và từ vùng 72 này thì cổ phiếu này lại bắt đầu một cái hành trình đi lên. Và hành trình đi lên như nào thì chúng ta sẽ cần phải chờ những cái nhịp test chỉnh của cổ phiếu VCS ở vùng giá 72. Trên góc độ nến tuần thì sao? Trên góc độ phân tích kỹ thuật thì Hùng vẫn đánh giá rằng là VCS đang có những cái bước đi rất là đẹp, và target tiếp theo của cổ phiếu này có thể sẽ chạm về được vùng giá 90. Ok, sẽ đặt tiếp mục tiêu của cổ phiếu này đi về vùng giá 90. Tuy nhiên là để đi được về vùng 90 thì cổ phiếu này cần phải chỉnh đã, cần phải hấp thụ lại hết toàn bộ những cái lượng hàng đã đánh ở đây. Thì đây là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp, và trong team của Hùng Lê còn một số anh chị cũng đã tham gia được mã cổ phiếu này, rất là tuyệt vời. Thêm một mã cổ phiếu CTD. Thì câu chuyện của CTD thì nói đến CTD thì ngày hôm qua, bởi vì CTD là một mã cổ phiếu mà Hùng phân tích ở từ nền giá 104.5, trong những cái nhịp mà CTD có những cái nhịp bẻ gãy ở đây để test chỉnh lại. Tuy nhiên là một số các anh chị ở trong team thì không mua được CTD ở vùng giá 104.5, và ngày hôm qua thì rất là bối rối khi mà CTD có một cái tin, tức là tin báo là bị không đạt kết quả kinh doanh. Và một số các anh chị đã chat với Hùng thì có hỏi là bây giờ xử lý như thế nào, bởi vì khi đó là CTD đang bị bán sàn. Thì Hùng đã có một cái hướng tư vấn rất là tích cực cho các anh chị, đó là gì? Vậy thì chúng ta có thể đặt một câu hỏi là vì sao CTD lại có một cái nhịp suy giảm từ vùng giá 170, và thấp nhất là CTD chạm về đây là vùng giá 97. Các anh chị có đặt ra câu hỏi đó không ạ? Và ai là những người đã bán, và ai và tại vì sao cổ phiếu này nó lại có một cái nhịp suy giảm như vậy? Thì bản thân là cái nhịp suy giảm này nó đã phản ánh hết tất cả những cái nội tại của doanh nghiệp, nó phản ánh hết những cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp rồi, chứ không phải là đến lúc này nó mới phản ánh ra thì cổ phiếu nó mới giảm. Bởi vì là gì? Chúng ta là những cái nhà đầu tư cá nhân, chúng ta không có thông tin, bản thân Hùng Lê cũng không có thông tin, và ngày hôm qua thì Hùng cũng mới đọc được là cô Tết Công là cái lợi nhuận suy giảm như vậy. Tuy nhiên là Hùng lại có một cái lối suy nghĩ nó khác, bởi vì là ok, cổ phiếu này đã có một cái mức suy giảm gần từ 170 về đến vùng 97, tức là cổ phiếu mất 80, cứ cho là về đến vùng giá 100 đi, tức là cổ phiếu đã mất 70.000 trên vùng 170, tức là cổ phiếu đã mất 41% giá trị từ cái đỉnh cao nhất. Thì điều này nó cũng dễ hiểu, đấy là nó kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nó sẽ không tốt. Và khi mà cổ phiếu đang nằm sàn thì rất nhiều các anh chị, Hùng Lê tin rằng hôm qua rất nhiều những anh chị đã phải bán cổ phiếu ở giá sàn, bởi vì là bán ở một cái trong một cái tư thế hoảng loạn, khi mà đón nhận kết quả kinh doanh như vậy. Nhưng mà với bản thân Hùng Lê thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là chúng ta bình tĩnh từ từ, và cái kết quả của doanh nghiệp như thế thì chúng ta sẽ chờ kết phiên, cái lực cầu của kết phiên, để chúng ta xem thử cái lực cầu ở cuối phiên thì cổ phiếu này nó sẽ kéo về đâu. Đó, sẽ kéo về đâu. Và như vậy thì cuối phiên thì cổ phiếu này đã kéo về được đâu đó khoảng vùng giá 111 đúng không ạ?
111 đó, về về vùng giá 111 so với mức giá sàn là 106, tức là kéo thêm 5.000 đó. Thì như vậy là nếu những anh chị nào mà chúng ta bán sàn thì như vậy chúng ta đã chấp nhận một cái mức lỗ khá là tồi tệ đó. Vậy thì cái quá trình mà các anh chị đầu tư phân tích thì khi mà về với team của Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ có những cái khuyến nghị như vậy để giúp cho anh chị của chúng ta bình tĩnh hơn trong cái quá trình giao dịch. Và đối với quan điểm hiện tại CTD thì Hùng Lê đánh giá rằng là cái đích đến của CTD ở vùng giá 120, nó 119 đến 120 nó không có gì thay đổi. Và bởi vì Hùng đánh giá rằng cái lực đánh của dòng tiền hiện tại của CTD cũng đang khá là tốt, khá là ok, không có vấn đề gì. Và cái kết quả kinh doanh của CTD nó đã bị sụt giảm thì nó đã phản ánh hết vào giá của cổ phiếu này rồi, nó đã phản ánh hết vào cái nội tại của doanh nghiệp rồi. LCG, SDI và KBC. LCG thì cũng có khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm ở vùng giá 10. KBC thì hiện tại là đang có những cái lực đánh rất là tốt. Đối với mã cổ phiếu KBC thì đang đi theo những cái sóng, đi theo những cái sóng chung của ngành khu công nghiệp, và phiên kết tuần thì KBC lại có tiếp tục có một cái nhịp đánh lên. Và như vậy thì trong trong cái nhịp đánh lên như thế này thì cái đích đến của KBC khả năng là KBC sẽ tiệm cận đến vùng giá 17 rồi. Bởi vì là lực đánh rất là tốt của KBC. KBC đã đánh vượt đỉnh và cái đích đến tiếp theo của KBC khả năng là sẽ về đến vùng giá 17. Nhưng anh chị mà đang nắm giữ cổ phiếu KBC thì chúng ta cũng có thể xem xét để chúng ta chốt lời ở những cái vùng giá cao hơn. SDI. Đối với SDI thì Hùng cũng đang quan sát SDI ở một cái góc độ, tức là SDI đang đánh ở những một cái sóng sóng dài. Khi mà SDI có những cái lực đánh lên ở đây và sau đó thì có những nhịp test chỉnh quanh về nền hỗ trợ 68.5 và sau đó SDI tiếp tục có một cái hành trình đi lên. Trong những cái bản phân tích ở trước đây thì Hùng có đề cập đến là trong cái nhịp này SDI có thể đánh tiệm cận về vùng 80. Và thực ra thì là SDI đã có những nhịp chỉnh ở dưới vùng 80. Và cái target tiếp theo của SDI thì trong cái nhịp này thì cũng đang kỳ vọng SDI sẽ đánh về mệnh 100. Trong nhịp đánh này thì đang kỳ vọng SDI sẽ đánh về vùng 100, tức là target của SDI sẽ về vùng 100. Những cái vùng test chỉnh này thì Hùng đánh giá rằng đã test chỉnh xong và trong tuần thì đã có những cái phiên test chỉnh theo những cái nhịp mà Hùng Lê phân tích ở đây. Những cái nhịp test chỉnh Hùng Lê phân tích ở đây đấy là test chỉnh về vùng giá 75. 75 thì trong tuần, đúng không ạ? Trong tuần thì đã có những phiên đánh về dưới vùng 75 và sau đó thì là lấy lại cái mốc 75. Và đóng cửa gần vùng 78, như thế là cái xu thế hiện tại của SDI rất là đẹp. Về điểm mua của SDI thì bây giờ những cái phiên test chỉnh, nếu những phiên test chỉnh này các anh chị chúng ta mua được thì là tốt, còn bây giờ nếu mà chúng ta mua đuổi thì nó cũng hơi bị đuối một tí. Tuy nhiên là Hùng đánh giá rằng có thể sẽ có thêm những cái phiên lình xình lại ở quanh vùng giá 75 đến 75.5. Cao hơn có thể vùng 75.5 thì ở những cái vùng này thì chúng ta cũng có thể xem xét đối với mã cổ phiếu SDI, bởi vì SDI Hùng đang đánh giá rằng SDI là một trong những mã cổ phiếu rất là mạnh và có thể đánh ở những sóng dài đối với mã cổ phiếu SDI. Thêm một mã cổ phiếu nữa, DIG, tại vì một số anh chị có hỏi Hùng mã cổ phiếu DIG. Thì đối với DIG thì hiện tại là cái vùng ở đây chúng ta sẽ cùng nhìn nhận ở vùng 13. Cổ phiếu DIG thì Hùng quan sát rất là dài rồi, nhưng mà chính vì cái nền 13 này thì Hùng đang nghĩ là cổ phiếu này sẽ cần đi thêm, chứ còn chưa thể đi ngay một cái cây nến cao đùng như thế này được. Tuy nhiên đối với hiện tại thì DIG đang có những cái điểm sáng 13.5, đó là vùng giá mà 13.6 đấy là vùng 13.5 đến vùng 13.6 đấy là những cái vùng Hùng khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ mở 1/3 số định mua quanh cái vùng này,
đối với mã cổ phiếu DG đang còn những điểm mua tốt, những điểm mua đẹp, chúng ta có thể mua ở quanh vùng này 13.5 đến vùng 13.6. Đây sẽ là cái vùng hỗ trợ và cổ phiếu này nếu mà trong tuần tới có những phiên test chỉnh thì các anh chị của chúng ta cũng thể lưu tâm để chúng ta mua. DLG thì ngày hôm nay cũng có tín hiệu. Không phải DLG à? Hay là cái gì? LDG. LDG thì ngày hôm nay cũng có một cái tín hiệu, có một cái lực đánh cũng khá là mạnh. Khá là mạnh khi mà cổ phiếu này chạm về vùng 8. Cổ phiếu này chạm về vùng 8, tức là chạm về đến cái vùng cũng là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này, thì cổ phiếu này đang có những phiên đánh lên. Tuy nhiên ở trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là cổ phiếu này có những phiên đánh lên và đánh ảo, tức là đánh lên xong rồi chết. Đánh lên xong rồi chết thì để kiểm tra xem là cái phiên này đánh lên có chết không. Đấy, đánh lên có chết không thì chúng ta cứ bình tĩnh, cổ phiếu này chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta theo dõi. Và cái nền mà để chúng ta theo dõi ở đây là cái nền chúng ta theo dõi ở đây là nền giá 8 đến khoảng nền giá 8.5. Chúng ta sẽ quan sát cổ phiếu này ở quanh cái nền này để chúng ta xem là đánh thật hay đánh giả, và cổ phiếu này thì chúng ta cũng cứ bình tĩnh, chưa có gì phải vội cả. Mã chứng khoán thì SSI và HCM thì Hùng phân tích rồi, đấy là hai mã mà Hùng khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua mới ở trên Zoom. VCI thì dội về vùng 35. VCI sẽ cần thêm những cái phiên để đánh break vùng 35 ở đây, sẽ cần phiên đánh break ở vùng 35. Và trên cái xu thế hiện tại thì Hùng đánh giá rằng VCI cũng là một cái mã cổ phiếu về chứng khoán mà có thể tăng. Nhịp tăng này thì trước hết là vùng 40 cái đã, vùng 40 ngắn nhất là vùng 40 cái đã, xong từ vùng đó thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Lịch sử thì VCI cũng đã có những nhịp tăng rất là kinh khủng, và những nhịp tăng của VCI thì cũng đi nhúc nhan nhúc nhắc, đi rất khá là chậm chạp. Tuy nhiên khi mà cổ phiếu này tăng giá thì đấy là một mức tăng cũng tương đối là khá, thì đối với VCI các anh chị cũng có thể lưu tâm. Dầu khí thì Hùng đã phân tích rồi, GAT, PLX, PVD, PVS, PVI, và hiện tại thì có PVI sẽ xem qua. PVI hiện tại thì đang xấu rồi, khả năng là lại về lại nền 35 đến nền 36. PVT và Đạm Phú Mỹ. PVT thì hôm nay có một phiên đánh rất là mạnh, đánh giảm rất là mạnh, chung với lại cả nhóm ngành dầu khí. Giá dầu giảm nên là ngành dầu khí cũng khá là tang thương, và khả năng đánh mạnh như thế này thì lại phải lùi về thôi, lùi về cố thủ ở vùng thấp thôi, 16.5. Khả năng là lại phải lùi về cố thủ ở vùng 16.5, và từ vùng này thì lại có những tín hiệu kỹ thuật để vượt thoát đi lên. Xu thế hiện tại thì dòng tiền đang bị cắm xuống, như thế là một cái xu thế rất là xấu của cổ phiếu, anh chị lưu ý. Đạm Phú Mỹ thì chưa có gì xuất sắc, vẫn là một cái nền tích lũy đi ngang khá là hẹp, quanh nền giá 15 đến 15.5. hiện tại thì chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật nào. Hàng không thì VDC đã phân tích rồi. Nói đến câu chuyện HVN thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong cái phiên này là một cái phiên tạo lập. Khi mà HVN có những cái kết quả kinh doanh nó không tốt thì đã có một cái nhịp suy giảm rất là mạnh và giảm về cái vùng nền ở đây. Thì HVN có một cái nền đấy là 41.5 và nền giá 44. Đấy là hai cái điểm mà các anh chị lưu ý. Nếu như cổ phiếu này vẫn lình xình đi ngang ở trong cái biên này thì chúng ta cũng có thể là tạm thời là chúng ta chưa có thể lo lắng. Nhưng mà một trong những cái biên biên trên mà bị đánh break lên thì như thế nó sẽ là khá là ok. Nhưng biên dưới mà bị gãy thì như thế là cổ phiếu sẽ chuyển sang xu thế xấu, thì chúng ta sẽ có thể xem xét để chúng ta bán ra. Và sau một cái phiên giảm mạnh như thế này, thì chúng ta sẽ cần khoảng 3 phiên. Tức là sang tuần tới thì cổ phiếu này cần phải có tín hiệu, tức là ông đi lên thì ông sẽ đi lên, hoặc là ông đi xuống thì ông sẽ phải đi xuống. Đó, thì thứ hai hoặc phiên thứ ba tuần tới thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo.
Còn hiện tại thì sau một phiên giảm mạnh thì có 3 phiên này thì cũng đang đánh giá khá là tích cực, khá là tích cực. Thêm một mã cổ phiếu nữa NCT. NCT thì trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta cũng lo mải mê những cái mã cổ phiếu quá thì cũng đang để quên mất một cái điểm mua, những cái điểm mua khá là đẹp của mã cổ phiếu này. Tuy nhiên đối với NCT thì Hùng cũng đang quan tâm lại ở vùng giá 73, ông đã đặt mua ở vùng giá 73, 73 đến vùng giá 74, bởi vì là cái nền ở dưới thì mình không mua được thì mình phải chấp nhận một cái nền cao hơn, và khi mình mua ở một cái nền cao hơn thì đương nhiên mình sẽ bị rủi ro hơn. Tuy nhiên đối với NCT thì Hùng cũng đánh giá ở trong giai đoạn này cũng đang khá là tốt. Khá là tốt, và cái đích đến của cổ phiếu này là đâu ạ? Cái đích đến của cổ phiếu này thì đầu tiên Hùng đang kỳ vọng ở đây sẽ là khoảng vùng giá 90. Khoảng vùng giá 90, tức là từ vùng 74 lên đến vùng 90, tức là đang kỳ vọng khoảng 16.000 nữa. Khoảng kỳ vọng khoảng vùng 90 ở trong một cái nhịp đánh này. Thì trên xu thế hiện tại thì Hùng cũng đang thấy khá là tốt, khá là ok, sẽ kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ đánh về vùng 90, và không những thế thì có thể là về vùng 90 nó sẽ lình xình một vài phiên và có thể đánh về vùng 100. Thì khi mà đánh về những cái vùng cao hơn thì Hùng sẽ tiếp tục cùng sẽ phân tích ở trong những cái bản tin tiếp theo. Chúng ta sẽ phải căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật hàng tuần, chúng ta cần phải căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật hàng tuần để chúng ta có được những cái phân tích nó chính xác hơn, tức là những cái phân tích đó nó mang một cái tính logic chứ không phải là nói phét. Nói phét là những cái cách mà người ta tung hô nhau, ôi mua đi cổ phiếu đấy lên 100, 200 ví dụ như vậy, nhưng mà cái cách cùng lấy phân tích là chúng ta phải phân tích rất là thận trọng ở những cái vùng tiếp theo, ở những cái vùng mà cổ phiếu cần sẽ phải chỉnh. Và cái đích đến đầu tiên, cái target đầu tiên ở trong cái nhịp này là vùng về đến vùng 80, và từ vùng 80 đó thì sẽ có những cái test chỉnh để chúng ta có thể kiểm tra lại được những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu này. Đây là một mã cổ phiếu Hùng đã khuyến nghị đầu tư ở trên Zoom. ACV, xem ACV. Đối với mã cổ phiếu ACV thì vẫn có ở một cái vùng nền ở đây, tức là nền hỗ trợ ở đây, cổ phiếu là hỗ trợ ở vùng nền 80. Đẹp phết, có những phiên có những cây nến thòng về vùng 80, nếu mà những anh chị nào mà để ý thì có thể đặt ở vùng 80.5 là có khi khớp. 80.5. Đó, ở vùng 80.5 là cũng có thể đã mua được cái cổ phiếu này rất là ở vùng giá khá là tốt, khá là ok để kỳ vọng một cái nhịp đánh dài của cổ phiếu ACV. ACV cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá là chúng ta sẽ có thể tham gia đầu tư. HNG. Hiện tại thì HNG đã có một cái nhịp đánh từ vùng giá 15.3 lên đến vùng 19, tức là cũng tăng được một cái nhịp đánh đầu tiên, đã tăng được khoảng tầm độ ở vùng tăng được khoảng tầm bao nhiêu phần trăm mà các anh chị? 20. Vùng 15 19 trừ đi 15.3 chia cho 15.3. Tăng được 24%, tăng được 24% rồi. Và sau đó thì hiện tại là HNG đang có những cái nhịp chỉnh, và những cái nhịp chỉnh này thì Hùng đang đánh giá rất là tích cực. Và chỉnh về đâu? Và chỉnh về đâu thì bây giờ Hùng sẽ dò tìm cái mục tiêu của mã cổ phiếu này chỉnh đẹp nhất là sẽ về ở khoảng vùng giá 17.5. 17.5. Về vùng 17.5. Thì 17.5 đến thậm chí là có thể là vùng 17. Nhưng mà về đến vùng 17 thì khả năng là cái xác suất nó hơi thấp. Về đến vùng này thì khả năng là Hùng Lê lại tiếp tục, chúng ta lại tiếp tục cơ cấu. Lại tiếp tục cơ cấu, tức là một cái nhịp chỉnh, có thể những cái nhịp chỉnh giảm. Target mà Hùng đặt ra đấy là vùng giá 20. Tuy nhiên là cổ phiếu này về đến vùng 19 thì đã có những cái nhịp test chỉnh như này, và chỉnh lại như thế này, và sau đó thì lại đánh tiếp như thế này thì nó cũng đẹp và nó cũng khá là bền. Đối với HNG thì như vậy. Dòng tiền thì đang có xu hướng đi xuống, tuy nhiên là những cái nhịp đánh của HNG thì cũng đang kỳ vọng ở một cái tọa độ nó cao hơn. Chính vì vậy nên là khi mà có những cái dấu hiệu quay trở lại về dòng tiền thì cũng sẽ khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ tiếp tục mở mua ở trên Zoom.
Sẽ tiếp tục ở mua trên room, và cái điểm hội tụ của HNG đấy là khoảng quanh vùng giá 17.5, 17 đến 17.5 của cái nhịp này, của cái nhịp chỉnh giảm này, nó cũng khá là đẹp, khá là hợp lý. Hai có gì vui không? Hai thì cũng chưa có gì vui, có những cái phiên đánh như thế này, nhưng mà thực ra thì cổ phiếu đầu cơ vừa bèo vừa tép này thì những anh chị nào mà tham gia thì chúng ta cũng có thể tham gia. Nhựa bao na, thì trong những cái bản tin phân tích gần đây thì Hùng cũng đã có phân tích cái mã cổ phiếu này khá là dài, và chặng đường trong cái nhịp chốt chặn này là 18.5. Vùng 18.5 sẽ là cái vùng bản lề để đánh giá rằng cổ phiếu này có được có đánh tiếp được lên hay không. Thì vùng hiện tại là đã có 2 phiên, 3 phiên chốt chặn ở vùng 18.5 và khá là tích cực, thì để kỳ vọng một cái điểm đánh, tức là cái vùng 19, đây vùng 19.3 này đánh 2 lần rồi không vượt qua được. Và trong cái nhịp này, trong cái nhịp thứ ba này thì cũng đang kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ đánh vượt vùng 19.3 để đi đến những cái vùng target cao hơn. Cổ phiếu này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta đầu tư. Dệt may thì Hùng có đánh giá cổ phiếu TNG, thì trong cái mã cổ phiếu TNG này thì Hùng cũng đã ở những cái bản tin phân tích ở trước đây thì Hùng cũng đã dò tìm cái vùng mục tiêu ở đây, ở trong cái nhịp test chỉnh này, tức là chúng ta cần phải chỉnh lại đó. Ông đi từ từ thôi, ông chỉnh về đây cho tôi nhờ. Ông chỉnh về đây cho tôi nhờ, xong rồi để tôi còn mua. Đó, thì chỉnh về cái vùng này và xong đó thì chúng ta mua. Nhưng mà rõ ràng là cổ phiếu này cũng đâu đó cũng rơi về được đến trong tuần thì đây. Trong tuần thì cây nến ngày hôm nay là có rơi về được dưới vùng 21, tức là vẫn chưa về được đến cái vùng giá mục tiêu. Thì cổ phiếu này lại kéo lên hơi khó nhỉ, nhưng mà không sao cả, chúng ta cứ bình tĩnh từ từ. Cái vùng này cứ về đây đi, để cho chúng ta còn tham gia. Thì đối với mã cổ phiếu TNG này thì chưa mua được thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta tiếp tục để chúng ta mua. VGI thì ngày hôm nay cũng có một phiên như nào, nó không khác gì cô tích công ở trong phiên ngày hôm kia, khi và cũng không khác gì HVN khi mà có những cái báo cáo về kết quả kinh doanh. Thì rõ ràng một điều là khi các anh chị mà tham gia mã cổ phiếu VGI thì các anh chị cũng đã xác định cho mình một cái mã, nói đầu cơ thì nó cũng không đúng, nói đầu cơ thì nó cũng không đúng, bởi vì là mã cổ phiếu VGI thì cũng không hẳn là một mã cổ phiếu đầu cơ, nhưng mà cái kết quả kinh doanh, đúng không ạ, cái kết quả kinh doanh của VGI thì rõ ràng một điều là chúng ta cũng đã quá quen thuộc. Đúng không ạ? Quá quen thuộc đối với việc là đấy, năm 20 quý 2 và quý 3 của năm 2018 là lỗ khoảng tầm cả hai quý này là lỗ gần 406 cộng với 207, đúng không? Tức là gần 700 tỷ rồi. Lỗ gần 700 tỷ so với việc là bây giờ nó lỗ thêm một tí nó có làm sao đâu, bởi vì nó là đầu cơ. Đấy, toàn lỗ 146 tỷ. Thì với một cái doanh nghiệp mà cứ toàn lỗ be bét như thế thì rõ ràng một điều là chúng ta cũng không 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 có nghĩ đến cái câu chuyện là kết quả kinh doanh tốt hay xấu đấy. Nhưng mà VGI ngày hôm nay thì đã có một phiên tạo lập đánh chạm vùng 28. Vậy thì cái kịch bản là chạm vùng 28 thì sao? Chạm vùng 28 thì lại có lực cầu bắt lên thôi, bởi vì vùng 28 cũng là một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu, thì chúng ta sẽ chờ. Và đối với VGI thì Hùng vẫn đánh giá rằng là sau cái phiên giảm mạnh này thì sẽ có một hai phiên mà sẽ lấy lại về cái vùng 29. Và cái kịch bản mà để chúng ta đánh mã cổ phiếu VGI thì VGI vẫn kiên định một cái mục tiêu, đấy là về đến vùng giá 35. Sau những một cây nến chỉnh giảm mạnh như này thì Lê đánh giá rằng sẽ có những cây nến hồi lại về vùng giá 29. Các anh chị có thể quan sát tiếp mã cổ phiếu VGI ở trong những cái phiên tiếp theo. Trong những phiên tiếp theo. Còn cái cách mà Hùng Lê phân tích thì nó mang một cái định hướng, chứ không mang một cái gọi là cảm tính, tức là ô chết rồi chạy thôi thì Hùng không có làm như thế. CTR thì một cái mã cổ phiếu của nó cũng khá là tốt, Hùng cũng có đánh giá rằng những nhịp chỉnh nhưng mà nó cũng chưa chỉnh. Hôm nay thì đã có lúc cao nhất chạm được đến về đến vùng giá 36 và có một phiên giảm nhẹ như thế này, thì cái lực đánh tiếp theo của mã cổ phiếu này, cơ hội đi tiếp nó vẫn còn. Đây là một mã cổ phiếu rất là mạnh của họ Viettel. VTK nữa, VTK thì trong một cái nền tích lũy khá là bền chặt ở đây,
Thì do ngày hôm nay là VTK bị ảnh hưởng bởi mã cổ phiếu VGI nên mới có một cái nhịp suy giảm như này. Và hơn thế nữa thì cũng chạm phải cái vùng ở đây là cái vùng bao nhiêu? Vùng 32.5. 32.5 thì trong những cái nhịp gần gần đây thì nó cũng chưa chưa có đánh lại được, chưa có đánh lại được. Tuy nhiên đối với mã cổ phiếu VTK thì hiện tại Hùng đã nhìn thấy những cái mùi cũng khá là hấp dẫn. Kỳ vọng đầu tiên sẽ chạm về vùng 40 đã, như vậy là chúng ta cũng được đâu đó, nếu mà từ 30 mà đánh về 40 là 3 10 chia 3. 10 trên 30 là cũng được 33%, cũng khá là kinh khủng. Hiện tại thì Hùng đang thấy rằng khá là tốt, khá là ok. Và những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu này, canh canh ở vùng giá 30. Chúng ta canh ở vùng giá 30, các anh chị cứ đặt chờ vùng giá 30, mua cho Hùng lên 1/3 số định mua ở vùng giá 30 để chờ những cái tín hiệu tiếp theo đối với mã cổ phiếu VTK. Ở Thủy Điện thì chúng ta có mã cổ phiếu NT2 thì hiện tại NT2 thì hiện tại là đang khá là xấu, là hôm phiên hôm nay thì bị gãy nền tức là gãy nền 26.5. Nếu tuần tới mà không lấy lại được cái nền 26.5 thì như thế là rất là xấu. PPC, một số các anh chị có nhắc đến mã cổ phiếu PPC sau những hai phiên gãy mạnh, gãy rất là mạnh thì PPC lại rơi lại về vùng nền, và rõ ràng là khi mà chạm về ở đây là cái nền hỗ trợ này thì có thể cầu sẽ bắt trở lại, tức là khoảng vùng 26.3. Tuy nhiên cái việc là những cái phiên gãy bất thường như thế này thì thường nếu như nó có nhiều yếu tố. Nhưng những yếu tố tạo lập thì thường sau đó thì cổ phiếu này ngay lập tức lại quay lại một cái xu thế là sẽ lấp lại hết những cái gap này. Sẽ lấp lại hết những cái gap này, và phiên ngày hôm nay thì có một phiên khá là tốt khi mà lực cầu của cổ phiếu này tiếp tục được đẩy lên và đang có dấu hiệu để lấp lại gap. Thì đối với mã cổ phiếu PPC thì chúng ta bắt đáy thì nó cũng hơi rủi ro, nhưng mà cũng có thể bắt được, tham gia được, bởi vì là cái vùng từ 226 đến vùng 28 là một vùng hỗ trợ, và hôm nay là cổ phiếu này là đánh vượt lên vùng 28.5. GEG thì hôm nay có một phiên giao dịch khá là tốt, khá là tích cực khi mà lại đánh chạm lại về vùng 24. Và trên cái góc độ hiện tại thì đang nhìn thấy là những cái manh mún mà khả năng là cổ phiếu này sẽ đánh vượt đỉnh, tức là sẽ đánh vùng 24 ở đây, tức là sẽ đánh vượt cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu này ở đây, để cũng trở thành một cái mã cổ phiếu mà sẽ đi về ở một cái góc độ là ở một cái góc độ là sẽ cao nhất của mọi thời đại. Và tiếp theo nếu như cái vùng 24 này bị đánh bật thì cái đích đến tiếp theo của GEG sẽ là vùng 30. Đối với cổ phiếu GEG là mã cổ phiếu trên sàn Upcom, nhưng mà mình thấy rằng là nó cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành điện khá là tốt. Anh chị lưu ý mã cổ phiếu GEG. Thủy sản thì có VHC và ANV và MPC. Thì VHC Hùng đã có khuyến nghị ở trên Zoom là chúng ta đưa cái cổ phiếu này vào cái diện quan sát, bởi vì hiện tại thì Hùng đang thấy những cái yếu tố tạo lập khả năng là sẽ đánh tiếp mã cổ phiếu này. Tuy nhiên thì để có đánh tiếp hay không thì chúng ta cần phải chờ. Và hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy có lực hồi đến từ mã cổ phiếu này, và cái vùng mà chúng ta quan sát ở đây là quanh vùng giá 90. Quanh vùng giá 90 đối với mã cổ phiếu này, quanh vùng giá 90. ANV thì ngày hôm nay lại giảm, mà ANV hôm nay lại giảm lấp lại cái gap tạo ở đây, và cái mục tiêu của ANV thì trong cái nhịp đánh này thì khả năng là sẽ kỳ vọng đánh chạm về vùng giá 30, đánh chạm về vùng giá 30 ở đây trong cái nhịp này, tức là hồi lại về vùng đỉnh cũ. Những cái phiên lấp gáp của ANV như thế này thì cũng đang khá là tích cực, cũng chưa có cái vấn đề gì đáng ngại. MPC Minh Phú. Minh Phú thì trong những cái phiên tạo nền ở đây, Hùng cũng đã đánh giá trong những phiên tạo nền ở đây 31.5 đến vùng 33 thì khá là ok. Và đang nhìn thấy có những cái nhịp hồi vào phiên ngày hôm nay thì đang khá là ok, khá là tích cực khi mà Minh Phú đã đánh vượt thoát vùng 35 với lực cầu khá, và cái mục tiêu của Minh Phú là trong nhịp này là về vùng giá 40, tức hồi về khoảng vùng giá 40, tức là đang tăng được khoảng tầm độ từ cái vùng nền phân tích ở đây
Quanh vùng, cứ cho vùng 35 đến vùng 40, tức là cổ phiếu này chạy được khoảng tầm 5.000 đối với mã cổ phiếu MPC, anh chị lưu ý. Đối với khu công nghiệp thì nó quá là kinh khủng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến về D2D, thì D2D là cái vùng target, vùng phân tích ở đây đến vùng giá 80 thì đã cũng đã hoàn thành. Sau đó thì có đề cập đến vùng 85 thì cũng ngấp nghé chuẩn bị đi lên. Sau hai phiên ra hàng rất là mạnh ở đây thì dòng tiền của mã cổ phiếu này thì đang có xu thế đánh xuống, và chúng ta sẽ cùng cùng dò một cái vùng điểm mục tiêu ở đây. Cùng dò một cái vùng điểm mục tiêu ở đâu đây, ở đâu đây, và sau đó thì chúng ta sẽ canh lại mã cổ phiếu này. Vùng đang kỳ vọng là mã cổ phiếu này chỉnh sâu sâu một tí, chứ còn chỉnh thế này thì nó thực sự là nó cũng rất là khó để vào. Đang kỳ vọng là nó chỉnh về đâu đó sâu một tí, là khoảng vùng giá đây đã vẽ hết ra đây rồi, 71.5. Nhưng liệu không biết là có về được đến vùng 71.5 hay không, mà mới về được một tí tẹo đã kéo lên. Thì đối với sóng của khu công nghiệp thì hiện tại cũng đang khá là tốt, và chỉnh về đây để Hùng đang dò tìm ở những mục tiêu cao hơn, mục tiêu cao hơn đối với mã cổ phiếu D2D. Còn mua đuổi thì Hùng không có thích mua đuổi. Hùng cần phải NTC. Đối với NTC thì cũng đã có phân tích đến cái target 180 thì nó cũng đã chạm đến rồi, và đến vùng 180 thì nó cũng không chịu chỉnh. Và ngày hôm nay thì đã chạy lên vùng 186, và thậm chí là có lúc là đã lên đến vùng gần vùng 200. Như vậy thì cũng khá là khó. Lẽ ra từ vùng 180 này thì cổ phiếu chỉnh một tí để anh em còn vào. Hiện tại thì không chỉnh để vào, và đang dò tìm ở cái vùng chỉnh khoảng vùng 150 thì nó khá là hợp lý. Tuy nhiên là hiện tại thì không có chỉnh thì thôi, cũng đành phải chịu, nhìn em ấy ra đi. LHG cũng là một cái mã cổ phiếu mà nó cũng liên quan đến sóng sánh của công nghiệp. Vùng nền ở đây là vùng 18.5 đến vùng 19, và chúng ta cũng có thể quan sát tiếp. Thì đối với mã cổ phiếu này thì cũng đang ở trong một cái diện chúng ta theo dõi, và sẽ chờ những cái phiên đánh vượt thoát và những cái tín hiệu kỹ thuật nó rõ ràng hơn. Còn nếu những cái điểm mua gom, những cái điểm mua gom thì Hùng đang quan sát đấy khoảng tầm vùng 18.7, thì đấy là những cái điểm mà sẽ xuyên suốt trong một cái chặng đường mà cổ phiếu này tích lũy đối với LHG. Một mã cổ phiếu liên quan đến ngành công nghiệp của chúng ta đấy là cổ phiếu IDV, IDV. Đối với IDV thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành công nghiệp, tuy nhiên là cái thanh khoản của cổ phiếu này thì cũng hơi thấp, và hiện tại thì kết quả kinh doanh của nó cũng đang khá là tốt, khá là ok. IDV, nếu chúng ta xem ở trên biểu đồ đến ngày thì nó hơi khó chịu, bởi vì cái mã cổ phiếu này nó đang có những cái lực đánh nó hơi rích rắc. Tuy nhiên nếu chúng ta view một cách tổng thể từ khi cổ phiếu này niêm yết lên sàn, tức là khoảng vùng giá 5, đúng không ạ? Từ vùng giá 5, thậm chí dưới vùng giá 5 nhé, vùng giá 4 hay sao, vùng giá 4 đi đó. Cổ phiếu này từ lúc niêm yết lên sàn từ vùng giá 4, và hiện tại là cổ phiếu này đã có mức giá 32.7. Như vậy là về giá trị của doanh nghiệp thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là một cái giá trị của doanh nghiệp đang tăng trưởng rất là tốt. Và ở những cái nhịp đánh hiện tại, thì Hùng cũng đang nhìn thấy có những cái lực cầu sóng sánh để đi vào mã cổ phiếu này, và Hùng đang đánh giá rằng một cái nhịp tăng của mã cổ phiếu này sẽ được tiếp diễn. Và cái đích đến của mã cổ phiếu này đến đâu thì nếu mà sóng dài thì nó rất là dài, nhưng mà đầu tiên thì Hùng đang kỳ vọng ở mức khoảng 45. Ở mức khoảng 45, target đầu tiên của cổ phiếu này ở mức khoảng 45, tức là đánh khoảng từ vùng giá ở đây, vùng giá ở đây là vùng giá khoảng vùng giá 25. 25 26, tức là vùng giá 26 là cái nền tích lũy đây, lên đến khoảng vùng giá 45 thì đây là một cái mã cổ phiếu mà cũng đáng để chúng ta quan tâm. Và Hùng đang đề cập đến ở một cái nền quan tâm của cổ phiếu này, đấy là nền giá 30. Nền giá 30 đến nền giá 31, không biết là có 31 31.5 và nền giá 30 ở đây. Sẽ vẽ ra đây và chúng ta có thể quan sát, và chúng ta sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu này ở trong tuần.
Đó thì đây là một cái nền tích lũy của cổ phiếu ở trong cái nhịp này, gồm đánh giá rằng khả năng là sẽ có những cái nhịp sóng sánh để đi lên. Các trụ blue chip BVH, Vinhome, Vinamilk, MWG thì cũng đã phân tích rồi. FPT đã phân tích rồi, thêm một mã SRT và chúng ta sẽ đưa thêm mã cổ phiếu CMG vào đây nữa, bởi vì đây là một cái mã cổ phiếu về ngành công nghệ. MWG, xin lỗi cả nhà, SRT thì như thế nào? SRT à? Ông anh của FPT. FRT thì đang có những phiên chạm về đây, vùng này ok, vùng hỗ trợ tốt 53. Vùng hỗ trợ tốt 53 và từ đây thì khả năng là sẽ xây xây đáp lại từ đây. Vùng 53 đến vùng 55 à, 53 và đến vùng 55. Đó, ok, một cái nền ở đây thì khả năng là cổ phiếu này sẽ xây đáp lại những cái nền ở đây. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng đang cho thấy rằng dòng tiền đang được đẩy lên và những cái phiên chỉnh giảm này của FRT cũng đang đang khá là tốt, bởi vì là không có thanh khoản, tức là thanh khoản rất là thấp. Và những cái phiên lao như này cũng khá là tốt. Đối với những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu này, quan tâm giúp Hùng Lê ở quanh vùng giá, chúng ta có thể quanh vùng giá mà vùng giá mua ở đây khoảng vùng giá 54. Đó, cái trung tâm của cái hình hộp hình hùng vẽ đây thì cũng khá là đẹp. Mẫu hình, các cái mẫu hình của cổ phiếu vượt đỉnh thì chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu STK. STK là một trong những cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh và hiện tại thì STK đang bám biên ở vùng giá 24 và vùng hỗ trợ của cổ phiếu này đấy là vùng 23.5. Trong những cái kịch bản vùng phân tích ở trước đây, các anh chị cứ xem lại đi, có thể là cổ phiếu này sẽ test chỉnh về vùng 23.5, thì trong tuần đã có những phiên test chỉnh về vùng 23.5. Để có thể tiếp tục kéo lên, và kéo lên thì ở đây thì bây giờ hiện tại là cổ phiếu này lại gặp cái vùng kháng cự ở đây, tức là vùng cổ phiếu này vừa mới xây xong đấy là vùng 25.2. 25.2 thì đang khá là tốt, khá là ok ở đây, đúng không ạ? Rồi, ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát mã cổ phiếu này ở đây. TDM. Đối với TDM thì Hùng cũng đã vẽ ở đây một cái nền hỗ trợ của TDM vùng 30 đến 30.5, và trong tuần vừa rồi thì cổ phiếu này cũng đã có những phiên ép lại về vùng nền và có một phiên cuối tuần với một cái lực cầu khá là tốt, lấy lại vùng 32.5. Rất là đẹp để giúp cổ phiếu này tiếp tục một cái hành trình trong một cái nhịp Hùng Lê phân tích ở đây. Trong một cái nhịp hành trình Hùng Lê phân tích ở đây đấy là vùng giá 40. Cái đích đến của cổ phiếu này ở vùng giá 40 và nếu một đồng chí nào mà ở trên Zoom mà có xem được những bản cái đoạn phân tích này của Hùng Lê thì lưu ý lần sau không nên chat những cái tin nhắn đấy ở trên Zoom. Hùng Lê không muốn nhắc tên cụ thể, nhưng mà khi mà chúng ta phân tích các cái mã cổ phiếu có những tín hiệu xấu, có những tín hiệu tốt, ok, nhưng khi nó xấu thì nó sẽ như thế nào và ở những cái điểm nào thì nó sẽ hội tụ và nó gãy ở những cái điểm đó, thì lúc đó chúng ta mới có được những cái hướng để chúng ta hành động. Chứ chúng ta cứ có cảm tính là có một phiên xong đó rồi là chúng ta hô hào trên Zoom như thế nó sẽ rất là không hay. Nếu như mà bạn xem được thì bạn chú ý giúp Hùng Lê. Tiếp theo một mã cổ phiếu nữa là VRG và nhà Đà Nẵng. Nhà Đà Nẵng thì hiện tại cũng đang có những cái điểm đi khá là tốt. Tuy nhiên là nhà Đà Nẵng thì cũng đang kỳ vọng là nhà Đà Nẵng cần bị chỉnh chỉnh lại ở một cái vùng khung dưới và sau đó thì sẽ có một cái nhịp đi lên tiếp theo, thì như thế nó sẽ hợp lý hơn. Còn chúng ta sẽ không tham gia ở một cái điểm cao như thế này. VGR à, GVR 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 thì hiện tại thì nó cũng đang đi lưng chừng và nó đang đập kênh trên, tức là khoảng vùng giá 15, thì như thế xu thế hiện tại thì khả năng là cổ phiếu này vẫn đang đi lên, chưa thể chỉnh được theo cái vùng giá mục tiêu của mình đã đề ra. VRG VRG có một mã cổ phiếu vượt đỉnh là VRG, thì đây chính là mã cổ phiếu này thì hiện tại đang có những phiên test lại ở khoảng vùng giá 14.5.
Và từ vùng 14.5 này thì cổ phiếu này sẽ có thường thì mã cổ phiếu này sẽ có những phiên đánh đánh sốc lên, và cái mục vùng giá mục tiêu mình đang đặt ra đấy khoảng vùng 19, khoảng vùng 19 đến vùng 20 ở trong cái nhịp đánh này, thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 14.5 của mã cổ phiếu. Một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ thì Hùng sẽ không phân tích nữa, bởi vì bây giờ video của chúng ta cũng đang khá là dài rồi. Hùng sẽ đề cập tiếp cái mã cổ phiếu PTP này. PTP, Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu PTP, mã cổ phiếu cuối cùng. Đối với PTP thì trong cái nhịp đánh mà Hùng có phân tích ở đây, tức là cái vùng giá mục tiêu Hùng có đề ra ở vùng giá 74. Tuy nhiên về được đến khoảng vùng 72 thì PTP đã có những cái nhịp rơi và chạm kênh trên. Quan trọng là những cái phiên lình trình này thì đã chạm kênh trên và đã có những lực rơi. Thì hiện tại thì Hùng đang đang tiếp tục dò tìm những cái điểm vào mục tiêu tiếp theo của cổ phiếu này. Thì đang có hai phiên, đang có những phiên lình xình ở quanh vùng giá 67, nhưng mà ông đánh giá rằng vùng 60 đang 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 đặt ở đây là vùng 65 đến khoảng vùng giá ở đây thì nó sẽ hợp lý hơn. Sẽ ở khoảng cái vùng mục tiêu ở đây sẽ gom là vùng 66.5 đến vùng 66 ở dưới này. Sẽ xem tiếp tục quan sát mã cổ phiếu này để chúng ta có thể gom được ở những cái vùng giá thấp hơn. Và đối với mã cổ phiếu PTB thì vẫn là một cái mã cổ phiếu mà mình đánh giá rằng là PTB sẽ có những cái nhịp đi sẽ có những cái nhịp đi dài. Tuy nhiên trên cái nhịp đi dài đó thì sẽ có những cái vùng test chỉnh trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư, và chúng ta sẽ biết được những cái nhịp đó để chúng ta chốt lời xong thì chúng ta lại cover lại cổ phiếu ở đằng sau đó. Ok. Như vậy là chúng ta vừa mới phân tích toàn bộ các cái mã cổ phiếu, toàn bộ các cái mã cổ phiếu ở trên sàn cũng như phân tích nhận định xu thế, thì thị trường của chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tăng điểm và đi vào cái vùng kháng cự mạnh vùng 985 đến vùng 1.000 điểm. Các anh chị lưu ý những điểm mua tiếp theo thì nó sẽ mang một cái tính chất là chúng ta phải hết sức là thận trọng, bởi vì là đi vào vùng kháng cự mạnh thì thị trường sẽ có những cái biến động khá là bất thường. Và Hùng Lê cũng mời các anh chị của chúng ta về tham gia với team của Hùng Lê trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng và trên kênh Facebook. Cùng với đó là chúng ta cùng về đồng hành với Hùng Lê ở trên Zoom Zalo để Hùng Lê có thể hỗ trợ các anh chị ở những cái góc độ tốt hơn, ở những cái góc độ tốt hơn trong cái quá trình mà chúng ta tham gia đầu tư. Tại công ty chứng khoán VPS thì Hùng Lê cũng trân trọng kính mời các anh chị để chúng ta về cùng với Hùng Lê để cùng đồng hành trên một cái chặng đường đầu tư nó dài. Trên một cái chặng đường đầu tư nó sẽ có rất nhiều những cái yếu tố rủi ro của thị trường, thì Hùng Lê cũng hy vọng là với những cái nền tảng kiến thức của Hùng Lê có được thì Hùng Lê sẽ có một phần rất là nhỏ để giúp cho anh chị nhà đầu tư của chúng ta vững tâm hơn trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong các bản điểm tin tiếp theo.